Nguyên tôn tập 237, Cửu cửu tạo hóa tháp, tập 238, Tô ấu vi thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đến cấp độ của bọn họ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng những thế lực cùng cường giả từ bên ngoài đến này thật là nhu thuận hiền lành như những gì họ thấy. Hiện tại những người này sẽ không lỗ mãng, ngoan ngoãn nghe theo an bài của bọn họ như thế đơn giản là bởi vì trong lòng những người này minh bạch, ở trong đại chu vương triều này có một vị tồn tại mà bất cứ ai trong thường nguyên thiên đều không thể chiêu vào, đó là vị chu nguyên điện hạ kia của bọn họ đương nhiên thân phận này của chu nguyên điện hạ không đáng giá gì nhưng những thân phận khác không như vậy bất kể là thiên chủ của thương nguyên thiên hay là thánh giả duy nhất của thương nguyên thiên hiện nay đều là thân phận mà không ai có thể đắc tội có nhân vật bậc này thủ hộ đại chu hiện nay trong thương nguyên thiên này ai dám tới đây dương oai hiện tại đại chu vương triều cũng không phải là đại chu vương triều của trước kia nữa phụ vương nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng tung tăng này của ngài thì hoàn toàn không giống như là đến hương sư vấn tội đâu chu nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. Sau khi đại lục hải tâm của Thương Huyền Thiên là đại lục Thánh Châu bị bị đánh nát trong trận đại chiến lúc trước kia, không ít thế lực, cường giả ở trong đó vì không còn chỗ trú chân cuối cùng đều lựa chọn ly khai, mà trong mắt bọn họ, đại chu vương triều cùng với đại lục Thương Mang có hắn tọa chấn tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Mặc dù cấp độ của những thế lực cùng với cường giả này vượt qua đại chu vương triều rất xa, nhưng Trung Nguyên tin tưởng, chỉ cần bọn họ còn có đầu óc thì cũng không dám dương oai tại đại chu vương triều mà những thế lực cùng với cường giả này nếu như đã quyết định đi đến đại chu vương triều thì tự nhiên cũng sẽ làm cho quốc lực của đại chu tăng mạnh theo ý nào đó chuyện này đối với đại chu vương triều là một chiếc bánh ngọt rơi từ trên trời xuống ta phải ở chỗ này chúc mừng phụ vương đại chu vương triều sắp sửa trở thành vương triều mạnh nhất của đại lục thương mang rồi chu nguyên chắp tay xú tiểu từ cánh cứng rồi hả bây giờ còn dám trêu chọc phụ vương của con nữa chu kình làm bộ muốn nổi giận rồi hắn mắng đã có một đứa con trai như con vậy thật là làm cho phụ phương của con cảm giác cố gắng trong những năm qua của mình không có chút thành tựu nào. Hắn vất vả trèo chống đại chu vương triều nhiều năm như vậy, còn không bằng hiện nay chu nguyên chạy đến, lười biếng nằm dài ở thành đại chu. Ngài có thể dưỡng ra một đứa con trai như vậy còn không có cảm giác thành tựu hay sao? Chu nguyên kinh ngạc nói. Chu kình chỉ vào chu nguyên, muốn mắng một tiếng, cuối cùng hay là không nhịn được cười ra tiếng. Hắn ngồi xuống bên người chu nguyên, nhìn qua khuôn mặt tương tự chính mình mà thầm cảm thản. Năm đó, lúc mới rời nhà, thiếu niên kia còn có mấy phần non nớt nhưng hiện nay hắn hiểu được trên bờ vai của trung nguyên có nhiều trọng trách nặng nề chu kình hắn chỉ cần phụ trách đại chu vương triều mà thiên chủ như chu nguyên lại phải chịu trách nhiệm với toàn bộ sinh linh trong thương huyền thiên chuyện con cần xử lý ở cấp độ quá cao phụ vương cũng không có bản lĩnh giúp con rồi chu kình vỗ vỗ bả vai của chu nguyên sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trong đình viện bằng đá khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi chỉ có điều có một chuyện phụ vương có lẽ có thể giúp con chu nguyên có chút ngạc nhiên chuyện gì chu kình cười đắc ý giúp người mở miệng lấy vương phi như thế nào nghe thấy câu nói này của chu kình chu nguyên lập tức ngồi thẳng người tim đập thình thịch lời chu kình vừa nói hiển nhiên là nói đến trong tâm khảm của chu nguyên lúc này đây hắn mang yêu yêu trở về thành đại chu lại không đi thương huyền tông kỳ thật ý nghĩ ở chỗ sâu nhất trong nội tâm không thể nghi ngờ chính là muốn làm cho quan hệ của hai người càng tiến thêm một bước đã nhiều năm như vậy vị điện hạ của đại chu là hắn cũng nên có một vị vương phi rồi mà chu nguyên cùng yêu yêu đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy cảm tình của hai người đối với nhau cũng khắc sâu đến tận xương tùy chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân cho nên tới tận bây giờ một tầng cuối cùng kia đều thủy chung chưa từng bị đâm thủng mà thôi hiện tại có lẽ cũng đến thời điểm hoàn thành việc này rồi điểm này chu kình cùng tần ngọc hiển nhiên cũng nhìn ra được mà thân là cha mẹ bọn họ lại càng thêm lo lắng dù sao theo bọn họ thấy bất luận hiện tại chu nguyên có thân phận và thực lực bực nào nhưng trung quy là vẫn phải lưu lại đời sau cho chu gia bọn họ mới đúng mà đối với chu kình trợ công chu nguyên tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm đương nhiên hắn cũng minh bạch chuyện này cần chờ một cái thời cơ thích hợp miễn cho vội vàng hái dưa xanh ăn không ngọt cho nên hắn tỏ vẻ nguyện ý chờ đợi tin tức tốt của nhị lão chỉ có điều hắn còn không đợi được đến lúc nghe tin tức tốt thì lại bị thanh dương trưởng môn thiên kiếm tôn cổ kình tôn giả đơn thanh tử cung chủ cùng các vị trưởng môn của tất cả thế lực lớn đột nhiên đến tìm hiểu vương cung một chỗ trong thiên điện trung nguyên ngồi ở bên trên ghế cao chính giữa phòng có thị nữ dâng trà thơm tiếp đãi cho vị trưởng môn phong trần mệt mỏi minh chủ thật đúng là nhàn nhã gần đây chúng ta vì chuyện của thương huyền minh thế nhưng mà loay hoay đến sức đầu mè chán thành dương trưởng môn cười khổ một tiếng nói trong trận đại chiến trước đây cuối cùng là bọn họ cũng giành chiến thắng xử lý được thánh cung nhưng trận chiến này cũng đã mang đến cho thương huyền thiên phiền toái không nhỏ một trong những đại lục tối trọng yếu nhất của thương huyền thiên là thánh châu bị đánh nát khiến cho sơn môn của rất nhiều thế lực bị ảnh hưởng không chỉ có sáu đại thánh tông mà vượt qua một nửa thế lực đã khó có thể xây dựng lại mà lần này thánh châu bị hủy Nguyên khí trong trời đất nguyên bản ngưng tụ ở bên trong đó cũng bị hao tổn, khiến cho thánh địa tu luyện đã từng được vô số người trong Thương Huyền Thiên hướng tới, hiện nay đã không khác gì máy đại lục hạng hai. Mà tất cả thế lực lớn tọa lạc ở bên trên đại lục Thánh Châu cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng không nhỏ. Điểm này từ việc gần đây không ngừng có thế lực cùng với cường giả ở khắp nơi dùng đủ loại phương thức dũng mãnh đi vào trong Đại Chu Vương Triều là có thể nhìn ra được. Hiện nay trong Thương Huyền Thiên, tuy rằng chiến tranh bị dẹp loạn, nhưng rất nhiều quy tắc lại trở nên hỗn loạn. Mà mấy người thanh dương trưởng môn không chỉ có muốn giải quyết ảnh hưởng do những biến cố này mang đến trong tông môn, thế lực của mình, đồng thời bọn họ còn có thân phận là nguyên lão của thương huyền minh, cho nên có đôi khi cũng phải cân nhắc thỉnh cầu của mấy thế lực khác ở trong mình. Điều này sẽ đưa đến trong một tháng này, tất cả bọn họ đều loay hoay làm việc, không được nghỉ ngơi, hiện nay đến nơi này nhìn thấy trung nguyên nhàn nhã như thế, trong lòng tự nhiên là cảm thấy u oán. Chỉ có điều bọn họ cũng minh bạch, trung nguyên trước đây đã trải qua một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt, hiện nay tĩnh dưỡng ngược lại là chuyện bình thường, hơn nữa thân là thiên chủ những chuyện vụn vặt này vốn dĩ cũng không cần hắn đến phụ trách lúc trước bọn họ cùng khẩn cầu chu nguyên lưu lại thương huyền minh hiện nay có việc tự nhiên cũng phải do bọn họ xử lý vất vả mấy vị rồi chu nguyên nở nụ cười vui vẻ chấn an mọi người sau đó nói đại lục thánh châu nghiền nát làm cho nguyên khí trong trời đất tụ tập ở đó tiêu tán chuyện này muốn giải quyết cũng không khó lắm ta sẽ xử lý vấn đề này độ tinh khiết của nguyên khí ở chỗ tất cả các thế lực cũng không giảm xuống nghe thấy câu nói này của chu nguyên các vị trưởng môn lập tức thở ra một hơi dài. Chỗ tông môn hiện tại của bọn họ chính là kết quả kinh doanh hơn ngàn năm thậm chí càng lâu hơn nữa. Đây là chỗ căn cơ của bọn họ, mà hết thải ngọn nguồn lại là vì trong tông môn sử dụng đủ loại biện pháp rồi thông qua thời gian dài đằng đẵng củng cố, tích lũy tháng ngày mới ngưng tụ ra được nguyên khí trong trời đất cực kỳ tinh thuần. Đây là điều kiện căn bản để một cái thế lực muốn phát triển. Dù sao nếu như ngay cả độ tinh khiết của nguyên khí ở chỗ tông môn cũng không đủ thì như thế nào đi mời chào thiên kiêu gia nhập? không có một cái thánh địa tu luyện thì bất cứ một cái tông phái nào cũng rất khó duy trì hay phát triển cho nên nếu như vấn đề này không giải quyết lâu dài xuống dưới kết quả cho bọn họ lựa chọn chỉ có hai cái một cái là tông môn dần dần suy sụp một cái khác là chỉ có thể tìm một chỗ nguyên khí nồng đậm khác làm tông môn mới nhưng kể từ đó nhân lực vật lực cùng với thời gian tiêu hao để dựng lại như ban đầu sẽ là một con số cực kỳ đáng sợ rồi nhưng cũng may chính là loại vấn đề này đối với bọn họ gần như là khó có thể giải quyết nhưng đối với thần là thiên chủ như Chu Nguyên lại không phải là phiền toái quá lớn gì. Cho nên sau khi nghe Chu Nguyên tỏ thái độ, bọn họ đều thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng, mà ba vị trưởng môn thiên kiếm tôn, cục kình tôn giả, đơn thanh tử cung chủ càng vui vẻ ra mặt. Và lúc này, bọn họ cuối cùng đã minh bạch ô một cái đùi tên là thiên chủ, đến tột cùng là có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt rồi. Mà ở trước đây thật lâu, ở thời thương huyền lão tổ còn tại vị, hưởng thụ đãi ngộ này cũng chỉ có một mình thương huyền tông rồi vào lúc này trong lòng của bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khá tốt lúc trước khi lão cáo già thanh dương trưởng môn kia nêu ý kiến giải tán thương huyền minh sau khi đại chiến kết thúc bọn họ đã lập tức cự tuyệt không chút do dự dù sao đây chính là liên hệ duy nhất giữa bọn họ cùng vị thiên chủ mấy này nếu như không duyên cớ đã ném đi vậy thì thật sự có thể là hối hận đến xanh mặt trung nguyên khoát tay áo hắn ngược lại không thèm để ý những tâm tư đó của bọn họ bởi vì hiện nay thương huyền thiên đích thật là cần thương huyền minh tồn tại bởi vì là chân chính nguy cơ cũng không có bởi vì lần này may mắn giành chiến thắng mà biến mất. Nếu chư vị trưởng môn đều đã đến nơi này rồi thì hiện tại, ta cũng có một số việc muốn thương lượng cùng các vị. Chu Nguyên đưa ánh mắt nhìn qua mọi người, hiện tại, người ở nơi này có thể xem như đại biểu sức mạnh đỉnh phong của Thương Huyền Thiên rồi. Nhìn thấy biểu cảm có chút nghiêm nghị ở trên mặt của Chu Nguyên, chư vị trưởng môn ở đây đều khẽ dùng mình. Mặc dù là người quen thuộc với Chu Nguyên như Thanh Dương trưởng môn đều trịnh trọng thu hồi biểu cảm trên mặt, dù sao mà kệ trước kia quan hệ giữa hai bên là như thế nào, nhưng hiện tại trung nguyên chính là người có địa vị tối cao và thực lực mạnh nhất trong thương huyền thiên bất luận như thế nào bọn họ đều phải thành tâm thành ý tôn kính nếu như hắn bởi vì trung nguyên trước kia có quan hệ cùng thương huyền tông mà biểu hiện quá mức tùy ý thì là hắn không quá biết làm người rồi tuy rằng trong trận đại chiến này thương huyền thiên chúng ta xem như may mắn giành chiến thắng nhưng chư vị có lẽ cũng minh bạch đây chỉ là bắt đầu mà thôi vị thánh thần kia của thánh tộc sắp sửa thức tỉnh đến lúc đó chiến hòa sẽ lại lần nữa lan tràn khắp chư thiên cho dù là nơi hẻo lánh nhất cũng không thể tránh khỏi khi đó thực lực của đối phương chỉ sợ có thể đáng sợ hơn so sánh với sự tưởng tượng của các vị nhiều lắm giọng nói bình tĩnh của trung nguyên rơi vào trong tai chư vị trưởng môn lại làm cho trong lòng của bọn họ có ý lạnh đáng sợ đang nhanh chóng khuếch tán mặc dù là với thực lực của bọn họ cũng khó có thể xóa đi ảnh hưởng của loại ý lạnh này trong trận đại chiến lúc trước kia mặc dù bọn họ đã tránh ở rất xa nhưng vẫn là có thể cảm nhận được chuyện gì xảy ra đồng thời bọn họ cũng phi thường biết rõ ràng vị thánh thần kia của thánh tộc đáng sợ đến cỡ nào khi đối mặt với vị thánh thần kia cái gọi là thánh giả thậm chí cổ tôn đều lộ ra đặc biệt yếu ớt không có sức lực gì nghĩ đến đấy nụ cười tươi trên mặt của mọi người dần dần thu liễm bầu không khí đều trở nên trầm trọng hơn rất nhiều với năng lực của bọn họ thì không phải là không thể nghĩ đến điểm này chỉ là không dám suy nghĩ mà thôi cho dù hiện nay thương huyền thiên đã có trung nguyên nhưng vẫn như trước là không thể phủ nhận sự thật rằng thực lực tổng hợp của thiên vực quá kém cỏi dù sao điểm này không phải là có khả năng cải biến trong một số một chiều hiện nay chư thiên đều đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu những thiên vực khác cũng muốn dốc hết mọi tài nguyên để tăng cường thực lực chỉnh thể tuy rằng thương huyền thiên là thiên vực xếp cuối trong chư thiên nhưng mà cũng phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên rồi bằng không thì đến lúc đại chiến mở ra những thiên vực khác chỉ sợ cũng không thể quan tâm đến chúng ta đâu chu nguyên chậm rãi nói nếu không phải tự mình cố gắng trung quy là đường nhỏ ở vị trí khác nhau vấn đề cùng góc độ cần cân nhắc cũng không giống nhau trước kia Trung Nguyên ăn no dỗi việc mới có thể cân nhắc đến sự mạnh yếu cùng tương lai của Thương Huyền Thiên. Nhưng chuyện bây giờ không giống với lúc trước, hắn đã trở thành Thiên Chủ của Thương Huyền Thiên. Theo ý nào đó, ở đây xem như là chỗ căn cơ chính thức của hắn, cho nên hắn cũng phải vì thế để tâm hơn rồi. Nghe Trung Nguyên phân tích xong, sắc mặt của mấy người Thanh Dương trưởng môn cũng nghiêm nghị, tất cả đều đồng ý gật đầu. Không biết Thiên Chủ có tính toán gì không? Ngón tay của Trung Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ ở trên mặt bàn. Sau một hồi khá lâu, hắn mới mở miệng nói ra bốn chữ mà giọng nói kia rơi vào trong tai chư vị trưởng môn lại làm cho bọn họ giật mình đến mức bóp vỡ chén trà ở trong tay sau đó có hỗn hợp nước trà theo đầu ngón tay tích tách rơi xuống trên mặt của tất cả mọi người đều hiện lên biểu cảm nghi hoặc và khó tin bởi vì bốn chư trung nguyên vừa nói kia chính là ta muốn tạo thánh bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim trong thiên điện có ánh mặt trời thông qua khe cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt đang ngây ra của chư vị trưởng môn nước trà không ngừng theo lòng bàn tay nhỏ xuống Mặc dù những người ngồi ở đây đều có kiến thức rộng rãi nhưng lúc này vẫn bị câu nói kia của Chu Nguyên làm cho chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Sau một hồi khá lâu, mấy người thanh dương trưởng môn mới dần dần hồi phục tinh thần lại. Vào lúc này, bọn họ cảm giác được mạch máu trong toàn thân đều có chút căng phồng lên, âm thanh tim đập giống như là tiếng trống trận từ trong người dồn dập truyền ra. Tạo Thánh. Thánh này, dĩ nhiên là thánh giả rồi. Cảnh giới này chính là mục tiêu mà mấy người thanh dương trưởng môn truy cầu cả đời, nhưng mà cho đến tận bây giờ, đối với bọn họ cấp độ kia vẫn như cũ là xa không thể chạm. Theo ý nào đó, bọn họ cũng đã từng được xem như là thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm trong cùng thế hệ ở thương huyền thiên. Nhưng mà cho dù bọn họ có cố gắng đến đâu thì cuối cùng vẫn không thể đạt tới cảnh giới kia. Giống như thánh nguyên kia, thiên phú còn cao hơn bọn họ một bậc. Nhưng cuối cùng phương thức đột phá thánh giả cảnh hắn lựa chọn lại chính là bán rẻ linh hồn cho thánh thần. Từ loại góc độ nào đó, đây thật sự là chỗ pi của thương huyền thiên bọn họ. Mà nguyên nhân tạo thành loại kết quả này cũng có không ít nhưng thương huyền thiên xuống dốc không thể nghi ngờ là nguyên nhân chính chuyện này thật sự là một việc làm cho người ta cảm thấy rất tuyệt vọng cho nên coi như là dã tâm cùng ý chí trong lòng mấy người thanh dương trưởng môn có mạnh mẽ thì cuối cùng cũng vẫn dần dần bị mà bằng nhưng hiện nay chu nguyên lại nói hắn muốn tạo thánh không nói trước là có loại khả năng này hay không nhưng mấy chữ này đối với mấy người thanh dương trưởng môn tạo thành trùng kết quả thực chính là khó có thể tưởng tượng bởi vì chỉ có thể nghiệm này loại thống khổ khi đã cố gắng tu luyện suốt bao nhiêu năm nhưng thực lực cũng không tiến bộ mới sẽ minh bạch tiến về phía trước một bước đối với bọn họ là có lực hấp dẫn đến thế nào, bằng không thì thánh nguyên cung chủ kia lại tại sao lại tình nguyện để ý niệm của thánh thần kia đầu độc, cuối cùng thậm chí nguyện ý bán đứng toàn bộ thương huyền thiên. Cũng không đủ hấp dẫn, ai lại nguyện ý trở thành kẻ bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạ kia cơ chứ. Bầu không khí yên tĩnh này rằng co hồi lâu, cuối cùng thanh dương trưởng môn là người tỉnh lại đầu tiên, ông thở ra một hơi thật dài nhìn về phía trung nguyên cười khổ nói minh chủ đang đùa giỡn với chúng ta hay sao thánh giả làm sao có thể tạo ra được những vị trưởng môn khác cũng gật gật đầu đồng ý thân thể ngồi ở trên mặt ghế của bọn họ khẽ thả lòng trên khuôn mặt lại xuất hiện biểu cảm khó hiểu bọn họ cũng cảm thấy lời trung nguyên vừa nói không thực tế nhưng ở sâu trong nội tâm kia ai mà chẳng có chứa một tia chờ mong đâu Trung nguyên liếc nhìn mọi người rồi chậm rãi nói chư vị trưởng môn cũng coi là nhân trung hào kiệt thiên phú cùng tâm tính của các vị không thể nghi ngờ là cực kỳ cao nếu như các vị sinh ở Hỗn Nguyên Thiên thì mọi người chưa chắc là không có khả năng đột phá thánh giả cảnh. Nghe thấy câu nói này của Chu Nguyên, mấy người thanh dương trưởng môn, cổ kình tôn giả, thiên kiếm tôn liếc nhìn nhau và đều nhìn ra biểu cảm đáng chát cùng không cam lòng ở trong ánh mắt của đối phương. Nếu thật sự là bởi vì nguyên nhân của bản thân mà mình không có cách nào để bước ra một bước kia, vậy bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao mình không có bản lĩnh, không trách được người khác, nhưng cuối cùng nguyên nhân bọn họ không có cách nào để đột phá thánh giả cảnh không ở bản thân bọn họ, mà là ở Thương Huyền Thiên nhưng biết được chuyện này thì bọn họ lại có thể làm như thế nào phẫn nộ chửi rủa thương huyền thiên này bất lực hay sao đó chỉ là hành vi giận cá chém thớt giận chó đánh mèo của người vô năng mà thôi ở thời kỳ viễn cổ thương huyền thiên từng bị thánh tộc xâm chiếm khống chế sau đó thương huyền thiên đã từ từ suy yếu tỷ lệ đột phá thánh giả càng ngày càng thấp trước đây ta không biết nguyên do nhưng mà sau khi ta trở thành thiên chủ khống chế thương huyền thiên mới hiểu được đó là bởi vì chỗ thế giới hạch tâm của thương huyền thiên này đã bị một tia ý niệm của thánh thần ô nhiễm khiến cho bổn nguyên của thương huyền thiên bị ăn mòn đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho thương huyền thiên suy yếu hiển nhiên là mấy người thanh dương trưởng môn cũng chưa từng biết được bí mật bực này cho nên sau khi nghe chu nguyên nói xong trong lúc nhất thời bọn họ đều có chút khép sợ trượt khuôn mặt của bọn họ bắt đầu trở nên vạn vẹo lửa giận trong mắt giống như là một ngọn lửa thực chất muốn cháy bùng lên cuối cùng hóa thành lời nói nghiến răng nghiến lợi thánh tộc chết tiệt đây là tuyệt hậu kế đối với thương huyền thiên ta con mắt của chư vị trưởng môn đều biến thành màu đỏ, hóa ra chính là vì lý do này làm cho không biết bao nhiêu thiên kiêu của thương huyền thiên bọn họ đột phá thánh giả cảnh, mà trong đó cũng tính cả bọn họ. Thiên chủ, ngài có khả năng làm cho thương huyền thiên ta khôi phục hay không? Đôi mắt đẹp của đơn thanh tử cung chủ nhìn chăm chăm vào Trung Nguyên, biểu cảm trên mặt kính cẩn, nàng hỏi. Những người khác cũng quan sát Trung Nguyên bằng ánh mắt có chút trưởng mong. Trung Nguyên nghênh đón ánh mắt của bọn họ, nhớ tới bóng đen đáng sợ giống như là có thể nuốt hết vạn vật ở chỗ hạch tâm của thương huyền thiên kia, mặc dù là hắn, đều không dám đơn giản đặt chân vào chỗ đó ý niệm của thánh thần không có đơn giản như vậy hơn nữa hắn tồn tại thời gian quá lâu thậm chí đã dung hợp cùng một bộ phận hạch tâm của thương nguyên thiên lại với nhau muốn lao đi còn khó khăn hơn sự tưởng tượng của các vị nhiều chỉ có điều khi đối mặt với ánh mắt chờ đợi của các vị trưởng môn kia trung nguyên cũng không có nói giảm nói tránh mà là nói thẳng ra hiện thực tàn khốc ánh mắt của mọi người dần dần ảm đạm như vậy chúng ta có thể thỉnh cổ tôn bên trong chư thiên gia tay hay không thiên kiếm tôn trưởng môn đề nghị hạch tâm của một phương thiên vực là nơi mà chỉ có thiên chủ mới có thể tiến vào những người khác không được cho dù hắn là cổ tôn cũng không có cách nào để tiếp xúc cả trung nguyên lắc đầu các vị trưởng môn triệt để không có niệm tưởng chỉ có thể thở dài một tiếng như vậy minh chủ nói tạo thánh đến tột cùng là cái gì thanh dương trưởng môn có chút nghi ngờ nói trung nguyên trầm mọc một lát ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường chân trời ở xa xa rồi chậm rãi nói ta muốn dùng quyền hành của thiên chủ hội tụ phần lớn nguyên khí trong trời đất của thương huyền thiên ở một chỗ chế tạo ra một tòa thánh địa tu luyện siêu cấp, sau đó trải qua vô số tầng xét duyệt chọn lựa, cho mấy thiên kiêu có thiên phú, tiềm lực ở bên trong Thương Huyền Thiên đi vào trong đó. Ta nghĩ hành động dốc hết nguyên khí của một phương thiên vực để tài bồi thì mới có thể đủ để cho thực lực chỉnh thể của Thương Huyền Thiên ta tăng lên, để ứng đối đại chiến sắp sửa diễn ra trong tương lai. Lời nói của Chu Nguyên truyền ra, lập tức làm cho con mắt của mấy người thanh dương trưởng môn đều dần dần trừng lớn lên. Hiển nhiên đại thủ bút này của Chu Nguyên đã khiến cho bọn họ quá mức rung động đây gần như là muốn dùng toàn bộ tài nguyên của thiên vực để trồng chất ra mấy cường gia đỉnh tiêm thủ bút này phép lực này quá mạnh mẽ trong dĩ vãng bọn họ thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ thanh dương trưởng môn liếm liếm miệng cảm giác có chút miệng đắng lợi khô chỉ có điều cách làm như vậy cũng có chỗ thiếu hụt bởi vì theo ý nào đó hành động này xem như là một loại vết ao để bắt cá hơn nữa nguyên khí manh mông như thế hội tụ ở một chỗ thế tất sẽ để cho được nguyên khí trong trời đất ở những khu vực khác của thương huyền thiên trở nên mỏng manh chuyện này đối với những người ở các khu vực thì lại lộ ra không đủ công bình. Trung Nguyên thở dài một tiếng, nguyên khí trong thương huyền thiên sẽ không có chuyện tự nhiên chui ra, từ loại nào góc độ, đây là một số lượng cố định, người phía đông nhiều hơn, tự nhiên phía tây sẽ ít đi. Nghe đến đây, mấy người thanh dương trưởng môn cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, đây thật đúng là một chuyện lớn ảnh hưởng đến vô số sinh linh trong thương huyền thiên. Thậm chí nếu chỉ nói về lực ảnh hưởng e rằng còn sẽ vượt qua hỗn loạn do Thánh Cung tạo ra trước đây. Chỉ có điều bọn họ cũng minh bạch, thời điểm phi thường và thủ đoạn phi thường, Thực lực của Thương Huyền Thiên chính là xếp cuối trong Chư Thiên, mà hiện tại ai cũng không biết Thánh Tộc khi nào sẽ trắng trợn xâm lấn. Đến lúc kia, toàn bộ Chư Thiên đều sẽ bị chiến hỏa thiêu đốt. Khi đó những thiên vực khác chưa hẳn có thừa sức mạnh đến trợ giúp Thương Huyền Thiên. Cho nên tăng lên chiến lực đỉnh tiêm của Thương Huyền Thiên là việc cấp bách cũng là chuyện trọng yếu nhất. Nếu như Thương Huyền Thiên có thể nhiều thêm một, hai vị Thánh giả như vậy, thực lực chỉnh thể của toàn bộ thiên vực không thể nghi ngờ sẽ tăng mạnh, cũng sẽ giúp cho áp lực lên Trung Nguyên nhỏ hơn rất nhiều chuyện này có lẽ đối với phần lớn người không phải là chuyện quá công bình nhưng ở bên trong đại chiến cống hiến một vị pháp vực cảnh đủ khả năng làm được đích thật là vượt xa hàng trăm thậm chí hàng ngàn thiên dương cảnh đương nhiên giống như lời trung nguyên nói vậy phải chăng thật sự có thể tạo ra thánh giả vẫn như cũ là một hy vọng cực kỳ nhỏ bé chỉ có điều có hy vọng nhỏ bé vẫn hơn là không có hy vọng gì chính vì thế cho nên sau khi bí ẩn giao lưu bằng ánh mắt cuối cùng mấy người thanh dương trưởng môn đều gật gật đầu trầm giọng nói chúng ta nguyện ý ủng hộ thiên chủ người ở chỗ này chính là những nhân vật có địa vị gần với trung nguyên nhất trong thương huyền thiên hiện nay có được sự ủng hộ của bọn họ về sau khi làm việc tranh luận cũng có thể giảm bớt nhiều lắm ngay sau đó thanh dương trưởng môn lại hỏi như vậy không biết thiên chủ định sắp xếp chỗ nguyên khí hội tụ kia ở nơi nào nghe thấy câu hỏi này của thanh dương trưởng môn ánh mắt của những vị trưởng môn khác cũng sáng lên theo góc độ tư tâm bọn họ đương nhiên là hy vọng chỗ thánh địa tu luyện siêu cấp này ở gần tông môn của bọn họ hơn như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của tông phái trong tương lai trung nguyên đương nhiên biết được tâm tư của bọn họ nhưng hắn cũng không có dựa theo ý nghĩ bọn họ bởi vì thánh địa tu luyện siêu cấp này chỉ có một chỗ nếu quả thật sắp xếp ở phụ cận tông phái của bất cứ người nào thì đến lúc đó dễ dàng dẫn phát những vị trưởng môn khác cảm thấy không công bằng vì vậy hắn lắc đầu ánh mắt nhìn hướng tây bắc của đại chu vương triều ta đã lựa chọn được chỗ tốt rồi ánh mắt của hắn là nhìn về phương hướng của hắc nguyên nơi này đã từng chỗ lịch lãm rèn luyện đầu tiên của trung nguyên sau khi ly khai thành đại chu vị trí thánh địa tu luyện siêu cấp cuối cùng được quyết định ngụ lại ở trong hắc uyên gần đại chu vương triều đối với chỗ này tất cả đại trưởng môn cũng không tính lạ lẫm gì năm đó thương huyền lão tổ chính là dấu thương huyền thánh ấn ở nơi này mà về sau khi thánh nguyên phát hiện ra thì thánh cung và thương huyền tông đã đánh một trận chiến kinh thiên động địa ở nơi đó mà cũng chính là ở bên trong trận đại chiến kia thương huyền thánh ấn bị đánh nát mà chu nguyên cũng bị thánh nguyên kia ép cho phải rời khỏi thương huyền thiên tiến về hỗn nguyên thiên mà tuy rằng các vị trưởng môn đều không có tranh thủ để thánh địa tu luyện siêu cấp ở phụ cận tông môn của bọn họ, nhưng sau khi Chu Nguyên hạ quyết định, bọn họ cũng rất lý trí lựa chọn ủng hộ. bọn họ đều minh bạch thánh địa tu luyện siêu cấp kia tuyển ở chỗ này, tất nhiên sẽ cho mang đến cho láng giềng gần là Đại Chu Vương triều vô số chỗ tốt. nhưng biết chuyện này thì có thể như thế nào? bất kể như thế nào thì Chu Nguyên đều là điện hạ của Đại Chu Vương triều, nơi này là quê quán chính thức của hắn. ở trong đó có lẽ sẽ có mấy phần tư tâm của Chu Nguyên, nhưng thân là chủ nhân của một thiên vực người nắm quyền hành mạnh nhất trong thương huyền thiên hiện nay, hắn có quyền lợi cùng tư cách này. Người bình thường cũng nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hiện nay Chu Nguyên tấn thăng thiên chủ, đại chu vương triều này tự nhiên sẽ bởi vậy mà chiếm được rất nhiều ích lợi, đây chỉ là chuyện cực kỳ bình thường. Cũng sẽ không thực sự có kẻ nào đó không có mắt ngu xuẩn muốn nói Chu Nguyên thiên chủ thiên vị, dù sao thần muốn nghiêm trình, hiện nay toàn bộ vùng trời đất này đều do Trung Nguyên định đoạt. Nếu như coi thương huyền thiên là một vương triều thì Trung Nguyên chính là chủ nhân của vương triều này. Hơn nữa lời nói không dễ nghe, với thân phận cùng địa vị hiện tại của chu nguyên thì hắn hoàn toàn có thể một lời quyết định chuyện có liên quan đến thánh địa tu luyện siêu cấp nhưng hắn vẫn lựa chọn thương lượng cùng chư vị trưởng môn chuyện này đã xem như cho chư vị trưởng môn đủ mặt mũi mà những trưởng môn này cũng không phải là người không biết suy nghĩ gì tự nhiên cũng minh bạch bọn họ nên lựa chọn như thế nào để làm cho hai bên đều cảm thấy hài lòng chỉ có điều chính là đối với việc chu nguyên dùng đại phách lực muốn mở một thánh địa tu luyện siêu cấp để tăng cường thực lực chỉnh thể của thương huyền thiên ở sâu trong nội tâm của bọn họ cũng cực kỳ đồng ý bởi vì bọn họ đều minh bạch thánh tộc đáng sợ lúc này đây thánh tộc chỉ là đánh nát đại lục thánh châu có thể khi trận chiến tiếp theo lại đến thì chỉ sợ toàn bộ thương huyền thiên đều vỡ tan khi đó không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị tàn sát nếu như không muốn có một ngày thánh tộc đại quân chính thức giết vào trong thương huyền thiên vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực của bản thân nói cho cùng hết thầy cũng vì sinh tử tồn vong của thương huyền thiên mấy ngày về sau chỗ bầu trời phía trên hắc uyên trung nguyên đứng ngơ lửng giữa không trung nhìn xuống Thu toàn bộ khu vực Bao La này vào trong tầm mắt, ở đây có thể nói đã từng là một vùng khỉ ho cò gáy, hoàn cảnh ác liệt, chỉ có điều trải qua trận đại chiến năm đó kia, hoàn cảnh nơi này ngược lại là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nguyên khí trong trời đất cũng dần dần tràn đầy, nhưng so sánh với thời kỳ đỉnh phong thì vẫn như cũ là yếu đi rất nhiều. Trung Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt đất, lại mơ hồ là nhìn thấy trời đất biến ảo, thời không đảo lưu, hắn nhìn thấy ở thời kỳ viễn cổ, từng tông phái sừng sững ở phía trên vùng đất này, khí tượng to lớn như vậy, thậm chí còn vượt qua cảnh tượng các tông môn ở đại lục thánh châu hiện tại ở thời kỳ kia thương huyền thiên còn không gọi là thương huyền thiên cũng còn chưa từng suy sụp lúc kia ngay cả thương huyền lão tổ cũng còn chưa từng xuất hiện thương huyền thiên ở thời kỳ này có lẽ cũng không phải là thiên vực có thực lực mạnh nhất nhưng chắc chắn cũng không kém hơn những thiên vực khác bao nhiêu chỉ là thánh tộc xâm lấn làm cho vùng trời đất này đã có chỗ thiếu hụt cuối cùng thậm chí lịch sử ở đoạn thời kỳ này tựa như là đều bị lao đi rồi không có đôi câu vài lời ghi lại ở bên trong lịch sử trường hà mà cũng trong khoảng thời gian thánh tộc xâm lấn hơn nữa khống chế thương huyền thiên này có một vị thiên kiêu của thánh tộc ngã xuống ở gần đây khiến cho cao tầng của thánh tộc tức giận một vị thánh giả trực tiếp ra tay đánh xuống thánh phạt gạt bỏ toàn bộ sinh linh trên vùng đất những từng tông phái cổ xưa đã từng hiển hách ở vùng trời đất này cũng bị hủy diệt ở trong sự kiện này rồi bị tuế nguyệt bụi bậm chôn vùi thẳng đến rất lâu sau cụ thể là mấy năm trước trung nguyên lúc ấy hãy còn là thiếu niên đã xâm nhập vào trong di tích do một tông phái tên là chiến khôi tông để lại mới biết được chân tướng của câu chuyện năm đó, biết được sự tàn nhẫn của thánh tộc cùng với sự bất lực của nhóm người thương huyền thiên khi đó. bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. sau này chúng ta phải quấy nhiễu vong linh của các vị tiền bối rồi. tất cả đều là vì thương huyền thiên. nguyện vọng của ta chỉ là muốn thương huyền thiên được hưởng an bình. trung nguyên khẽ cúi đầu hành lễ với vùng đất này. khi hắn ngẩng đầu lên thì biểu cảm trên mặt cũng biến thành kiên quyết, tâm niệm vừa động. thời tiết ở khu vực này đột nhiên thay đổi, gió nổi mây phun, mặt đất vào lúc này kịch liệt chấn động rãnh núi lạnh vị trí vực sâu khép lại nước biển rút xuống vào lúc này toàn bộ trời đất đều dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa đây mới thực là sức mạnh thay trời đổi đất hơn nữa nếu như lúc này có thánh giả nhìn trộm thương huyền thiên thì là có thể cảm ứng được nguyên khí trong vùng trời đất này bắt đầu sôi trào lên sau đó giống như là nhận lấy sự dẫn dắt nào đó bắt đầu chảy xuôi hội tụ về một hướng khác cảnh tượng kia đổ rộ đến mức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi trung nguyên đứng lơ lửng giữa hư không nhìn chằm chằm vào mặt đất biến ảo ở phía dưới lúc đầu mới nghĩ thì không sao nhưng đến tận khi bắt đầu làm việc hắn mới phát hiện chuyện còn phiền toái hơn cả sự tưởng tượng của hắn hiện nay nguyên khí trong thương huyền thiên này hoàn toàn chính xác là đang hội tụ về phía hắc uyên nguyên khí trong trời đất ở đây đang trở nên nồng hậu dày đặc với một tốc độ kinh người chỉ là lại thủy chung khó có thể đạt tới trình độ mà chu nguyên đã dự đoán phiền toái chu nguyên cao mày tự nói một tiếng lợi dụng quyền hành của thiên chủ hắn nhanh chóng hiểu được vấn đề xuất hiện ở nơi nào đó là bởi vì không gian trong hắc uyên này không có cách nào để tiếp nhận được nguyên khí trong trời đất quá mức hùng hậu nói đơn giản thì là vị cách không đủ không có cách nào để thừa nhận số mệnh phúc duyên khổng lồ như vậy chỉ có điều chuyện này ngược lại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết trung nguyên hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của thiên chủ tiến hành cải tạo mặt đất của hắc uyên thẳng đến khi nó đủ mạnh để thừa nhận loại nguyên khí trong trời đất này nhưng chuyện này cần có một quãng thời gian dài dằng dặc rồi mà bây giờ trung nguyên hiển nhiên không có nhiều thời giờ như vậy mặt khác hắn vừa mới dõng dạc tuyên bố ở trước mặt mấy người thanh dương trưởng môn nếu như đến lúc đó không tạo ra được thánh địa tu luyện siêu cấp thì thật sự là quá mất mặt rồi động tĩnh chàng tạo ra cũng thực không nhỏ đâu mà trong khi trung nguyên còn đang trầm ngâm tìm cách giải quyết thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như là dòng suối trong khe núi kia của yêu yêu vang lên ở bên cạnh nàng ôm thôn thôn con mắt nhìn mặt đất đang biến ảo ở phía dưới đối với việc yêu yêu xuất hiện trung nguyên cũng không cảm thấy có chút kinh ngạc nào nàng đã đến rồi Đôi mắt sáng của Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào hắn, chàng mới vừa trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên mà đã muốn làm việc lớn hơn nữa còn muốn một lần là xong hay sao? Chu Nguyên vội ho một tiếng, lẩm bẩm nói, đây không phải là do ta muốn thử năng lực của thiên chủ này một chút hay sao? Vì tại sao không gọi ta theo? Yêu Yêu nhẹ giọng nói, Chu Nguyên nhíu mày, trầm giọng nói, ta hiện nay dù gì cũng chủ nhân của một thiên vực rồi, nam nhân làm việc, không cần nữ nhân nhúng tay. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên, trên dung nhan tuyệt mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như là tiên tử trên cũng trang kia giống như là hiện lên biểu cảm mang theo khí tức nguy hiểm. Chu Nguyên lập tức xuất hiện ở trước mặt yêu yêu, cầm bàn tay nhỏ nhắn kia, ôn nhu nói, chỉ là ta muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi. Mẹ, thật sự là quá bi ai, không nghĩ tới đã trở thành thiên chủ rồi mà ở trước mặt yêu yêu vẫn không thể kiên cường thẳng lưng được. Trong con mắt của thôn thôn đang được yêu yêu ôm vào trong ngực xẹt qua biểu cảm xem thường, chỉ thế này thôi sao, cho rằng làm tới thiên chủ là đã có thể lên mặt với đại tỷ hay sao. Thật sự là giống như trẻ con chưa trải sự đời vậy. Yêu Yêu tức giận lườm Chu Nguyên, nói, chúng ta cùng nhau ra tay, ta có thể giúp chàng nhanh chóng cải tạo khu vực này, tăng lên vị cách cho nó. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, kỳ thật, hắn cũng không quá muốn Yêu Yêu ra tay, cho nên mới không có thông báo cho nàng. Dù sao hiện tại tình huống bản thân Yêu Yêu cũng không được khá lắm, tuyệt thần chú độc kia vẫn là một cây gai ở trong lòng của Chu Nguyên. Lề mà lề mề, lo trước lo sau, Yêu Yêu nghiêng đầu, trên gương mặt trắng nõn trong trẻo giống như là mặt trăng kia hiện lên biểu cảm giống như cười mà không phải cười hẳn là chuyện này cũng muốn thỉnh phụ phương của chàng hỗ trợ hay sao giờ này khắc này dù là da mặt của chu nguyên có dày hơn nữa thì đều không nhịn được đỏ lên trong tiếng cười chào phúng của yêu yêu chu nguyên dưng dưng tiếp nhận trợ giúp của nàng sau đó hai người bắt đầu hợp lực đến cải tạo mặt đất ở khu vực này tăng vị cách của nó lên rầm rầm mặt đất không ngừng chấn động sóng đất nặng nề mà cuồn cuộn nổi lên ở phía trên còn ở chỗ sâu trong lòng đất lại không ngừng nghiền áp đoàn tụ mà yêu yêu ngọc cầm nguyên văn bút bích ngọc trong tay ngòi bút điểm xuống là có thêm hàng tỷ nguyên văn cổ xưa ùn ùn hàng lâm xuống tựa như một cơn mưa rào to chỉ có điều trong trận mưa rào này ẩn chứa sức mạnh thần diệu khó có thể tưởng tượng cơn mưa to bằng nguyên văn kia rơi vào mặt đất thì nhanh chóng thẩm thấm vào lập tức vùng trời đất này bắt đầu xuất hiện biến hóa khổng lồ chỉ thấy được mặt đất kia bắt đầu xuất hiện mấy điểm sáng màu vàng ánh sáng màu vàng giống như là đang rửa sạch mặt đất thành trừ tạp chất ẩn chứa trong đó chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủn mặt đất vốn dĩ là có màu đen ở nơi này đã hoàn toàn biến thành màu vàng mỗi một chỗ bùn đất hạt bụi bậm giống như là đều trải qua thiên truy bách luyện từ sâu trong lòng đất có nước suối màu vàng kim nhạt tràn ra tạo thành từng hồ nước thanh tịnh trong trẻo mà sáng lấp lánh thậm chí trong hồ nước bắt đầu có sinh mệnh xuất hiện mùi thơm lạ lùng tràn ngập khắp nơi trong khu vực này trung nguyên ngạc nhiên nhìn qua cảnh tượng này hắn có thể cảm giác được vào lúc này mặt đất ở khu vực này trở nên vô cùng trầm trọng cổ xưa đó là vị cách tăng lên vốn dĩ là hắn cũng có thể làm được điểm này, chỉ là cần mất đến mấy tháng, nhưng hiện nay yêu yêu ra tay lại rút ngắn thời gian đi rất nhiều. Hiển nhiên là sức mạnh của thần linh đệ tam cao hơn thiên chủ như hắn một cấp độ. Đối với chuyện này, cảm xúc ở trong lòng của Chu Nguyên cũng có chút phức tạp, xem ra cho dù hắn đã trở thành thiên chủ của thương huyền thiên muốn ép yêu yêu để đàn ông thành chủ gia đình vẫn là một chuyện khá phiền phong rồi. Con đường này sao mà giống như chuyện cổ tích vậy, luôn để cho người ta hướng tới mà khó có thể thực hiện. Chu Nguyên thở dài một tiếng, đè xuống cảm xúc u sầu ở trong lòng, sau đó lại vận chuyển sức mạnh của thiên chủ, điều động nguyên khí trong thương huyền thiên bắt đầu hội tụ về khu vực này. âm âm, nguyên khí vô cùng vô tận vào tới và được mặt đất tham lam hấp thu, biến hóa cũng theo đó xuất hiện. chỉ thấy được dãy núi bắt đầu cất cao, trở nên dốc đứng hiểm trở. ở bên trên lại có vô số linh thực chui từ dưới đất lên, chập chờn theo gió. màu xanh tươi tốt của cỏ cây nhanh chóng lan tràn đến cuối tầm mắt. trong trời đất có rất nhiều hạt nhỏ bé đang tung bay nhưng chúng thực sự không phải là bụi bậm mà là nguyên khí quá mức ngưng luyện. Cuối cùng tạo thành thực chất, những hạt này rơi vào sâu trong lòng đất, trải qua tích lũy tháng ngày thì sẽ hình thành rất nhiều linh tài. Khu vực đã từng là địa vực nguy hiểm giờ đã dần dần chuyển biến thành một phúc địa. Nếu như có tông phái thành lập sơn môn ở chỗ này hơn nữa có thể thủ được thì chỉ cần đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành một thế lực to lớn sánh ngang với các đại thánh tông trong Thương Nguyên Thiên. Chỉ có điều chuyện này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Trung Nguyên khẽ nhấc bàn tay lên, Thương Nguyên Thánh ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, có ánh sáng lóe lên cuối cùng biến thành một nguyên văn cổ xưa nguyên văn này cũng không xa lạ gì rõ ràng là địa thánh văn đã từng nhiều lần trợ giúp trung nguyên nghịch truyền chiến cuộc giành thắng lợi xem ra là lại phải vất vả ngươi rồi ông bạn già trung nguyên khẽ cười một tiếng cho địa thánh văn hóa thành vệt sáng rơi xuống chui vào bên trong lòng đất rầm rầm ở thời khắc này mặt đất lại chấn động càng thêm kịch liệt hình như có ánh sáng màu vàng mênh mông dâng lên trong lúc mưa hồ ánh sáng màu vàng tạo thành một đá hoa sen màu vàng vô cùng khổng lồ cánh hoa từ từ tách ra mà ở bên trong đó hoa sen kia có bùn đất nham thạch đang tự động dung hợp. Đó là phần đáy của một tòa tháp vô cùng khổng lồ, sau đó một tầng một tầng tháp xuất hiện, chồng chất lên nhau, đây là một quá trình chậm chạp, cho nên phải đến gần 5 ngày sau, Trung Nguyên mới hoàn thành, vào lúc này nơi đây đã có một tòa tháp khổng lồ chiếm diện tích vạn dặm đứng sững ở giữa trời đất này. Tòa tháp khổng lồ này có 81 tầng, nối thẳng lên đến tận mây xanh, mà khi tòa tháp này thành hình, nó tựa như là tạo thành một lỗ đen điên của nước trường nguyên khí trong trời đất một vài tia sáng màu vàng nổi lên ở mặt ngoài giống như là tạo thành hoa văn huyền rượu nào đó chỉ là nhìn qua cũng đã khiến cho người ta có một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh loại thánh địa tu luyện cấp bậc này quá khí phái nếu như không có chàng trấn thủ thì thế lực khắp nơi trong thương huyền thiên sẽ vì nó mà chém giết đến máu chảy thành sông liệu chàng có xác định rằng cuối cùng bản thân sẽ không tốn công tốn sức rồi tạo ra một phiền toái lớn hơn đấy chứ yêu yêu dò xét tòa tháp khổng lồ nguy nga đột ngột mọc lên này lông mày kẻ đen khẽ nhíu lại nói nếu không có đủ bản lĩnh thì bảo địa như thế sẽ trở thành phiền toái đó chính là mang ngọc có tội chỉ cần ta vẫn còn là thiên chủ của thương huyền thiên thì sẽ không có vấn đề mà nếu như trong tương lai ta xảy ra vấn đề gì vậy cục diện của chư thiên hẳn là đã đến mức độ thê thảm nhất rồi khi đó hình như ta lại càng không cần phải quan tâm đến chuyện này nữa rồi chu nguyên cười nói đã đến lúc kia có lẽ chính là thánh tộc đại hoạch toàn thắng mà chư thiên cũng đã không có hy vọng gì rồi nếu như đều đến một bước này hắn cần gì lại phải đi cân nhắc bảo vật này sẽ là phúc duyên hay phiền toái đây tương lai cũng bị mất còn sợ phiền toái hay sao yêu yêu không nói gì chỉ có điều bàn tay đang cầm chặt bàn tay của chu nguyên lại hơi hơi dùng sức chỉ có điều bây giờ thánh địa này vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mặc dù có ta điều động nguyên khí trong thương huyền thiên gia chỉ giúp nó nhưng khoảng cách đến trình độ mà ta mong muốn vẫn như trước là còn tranh lệch rất nhiều tiếp theo muốn làm cho thánh địa này chính thức đạt tới trình độ chu nguyên mong muốn thì còn cần vô số thiên tài địa bảo quý hiếm dung nhập vào con số tài nguyên cần tiêu hào sẽ đạt tới một cái tình trạng cực kỳ đáng sợ thậm chí cho dù là thế lực nhất đẳng như thương huyền tông dốc hết nội tình trong tông gia cũng còn lâu mới đủ ta sẽ chuyển lệnh cho mấy người thanh dương trưởng môn tất cả tông phái trong thương huyền thiên đều cần nộp lên trên một bộ phận thiên tài địa bảo để thánh địa thu luyện siêu cấp này được hoàn thiện trung nguyên nói nghe có điểm giống như là việc làm của bạo quân xa hoa dâm đẳng đó yêu yêu ngẩng đầu lên hai con người thanh tịnh không linh lông mi nồng đậm giọng nói trêu tức trả giá rất lớn nhưng nếu như cuối cùng thành công thì ta tin tưởng là đáng giá chu nguyên mỉm cười nói đây cũng đang chuẩn bị cho trận đại chiến cuối cùng dù sao nếu như chúng ta thua thì số thiên tài địa bảo này cũng sẽ tiện nghi cho thánh tộc hơn nữa ta cũng sẽ không bắt buộc người khác phải cống nộp miễn phí sau khi thánh địa tu luyện siêu cấp này được xây dựng thành công nó sẽ không có bất kỳ hạn chế gì chỉ phải thông qua vô số khảo nghiệm bất luận thân phận cao thấp đều có thể tiến vào trong tháp tu luyện đương nhiên những tông phái làm ra cống hiến kia cũng không phải là không có được gì ta sẽ lưu riêng cho bọn họ mấy vị trí Ta nghĩ chỉ cần người có tầm nhìn hơi xa một chút thì có lẽ sẽ minh bạch tầm quan trọng của những vị trí ở đây. Yêu yêu khẽ gật đầu, thánh địa tu luyện siêu cấp này đại biểu cho tương lai, cũng đại biểu cho cơ duyên lớn nhất trong thương huyền thiên. Nếu như có thể lấy được vị trí ở nơi này, tự nhiên vượt xa việc để số thiên tài địa bảo kia ở trong kho mà đóng cửa trông coi. Đương nhiên thế gian tất nhiên là có người ngu muội thiển cận, nhưng bọn họ cũng không cần để ý tới đám người này. Làm xong việc này e rằng danh tiếng của chàng ở trong thương huyền thiên sẽ lại tăng thêm một cấp độ nữa cặp môi đỏ mọng của Yêu Yêu hơi nhếch lên, nàng nhưng đầu quan sát chi tiết Chu Nguyên lúc này, không thể không nói, hiện tại, người sau đích thật là đại thế đã thành, khí độ đã không giống với người thường. Trong lúc không để ý, thiếu niên bát mạch khó khai của năm đó kia hiện nay đã trở thành cự phách tiếng tam lừng lẫy trong chư thiên, thậm chí nhất cử nhất động của hắn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng lồ đến vô số sinh linh trong thương nguyên thiên này. Tòa tháp này có danh tự hay sao? Nàng duỗi ngón tay ngọc ra, chỉ về phía tòa tháp khổng lồ kia. Trung Nguyên cũng nhìn qua tòa tháp khổng lồ gồm 81 tầng kia, gật gật đầu. Cứ gọi là cửu cửu tạo hóa tháp đi, hy vọng nó có thể mang đến tạo hóa cho thương huyền thiên ta. Tin tức cửu cửu tạo hóa tháp được thành lập lan tràn về mỗi hướng của thương huyền thiên với tốc độ nhanh như gió. Sau đó, không ngoài dự kiện của Trung Nguyên, tin tức này đã khiến cho toàn bộ thương huyền thiên sôi trào. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Vô số thế lực cùng cường giả bị tin tức này làm cho chấn động đến há hốc mồm, không ai không rung động trước công trình vĩ đại này theo tin tức này tòa cửu cửu tạo hóa tháp này sẽ hấp thu phần lớn nguyên khí của thương nguyên thiên chuyển hóa thành một tòa thánh địa siêu cấp trước nay chưa từng có ở nơi đó hiệu suất tu luyện sẽ tăng lên vô số lần có thể nói nơi đây chính là nấc thang thang để lên trời chỉ cần ngươi có đủ thiên phú đủ tiềm lực đủ tâm kiên nghị vậy ngươi liền có thể mượn nơi đó bước lên trời ở nơi đó không cần so sánh ra thế bối cảnh chỉ cần ngươi đủ điều kiện vậy không ai có thể ngăn cản ngươi từ trong tin tức Mọi người cũng hiểu nguyên khí toàn bộ Thương Huyền Thiên đều dồn phần lớn về tòa thánh địa siêu cấp này, nói một cách khác, chính là nguyên khí Thương Huyền Thiên ở những nơi khác phải chịu giảm bớt, hy sinh để cho tòa thánh địa siêu cấp này trở nên càng thêm thịnh vượng, dùng nguyên khí của cả một thiên vực để nuôi dưỡng một tòa tháp. Nhưng trong tin tức cũng chỉ rõ nguyên do là vì thánh tộc sắp mở ra cuộc đại chiến lần thứ hai, mà thực lực của Thương Huyền Thiên lại xếp cuối trong chư thiên, nếu muốn bảo vệ Thương Huyền Thiên, vậy cần không tiếc hết thảy thủ đoạn làm cho thực lực tổng hợp toàn bộ thiên vực tăng lên. Từ lâu sinh linh đã nghe về hung danh của thánh tộc lại thêm loạn thánh cung vừa rồi chính là do thánh tộc sai khiến mọi người càng hiểu hơn dã tâm cùng sự tàn bạo của chủng tộc này thế nên ai cũng hiểu một khi địa quân thánh tộc xâm nhập được vào thương huyền thiên vậy bọn hắn sẽ phải nghênh đón kết cục tàn sát nghe nói người thánh tộc coi các chủng tộc khác như vật nói tùy ý giết chết thậm chí còn thích luyện chế sinh linh khác thành huyết đan lấy đó làm thức ăn vì thế không một sinh linh chư thiên không sợ hãi cùng phẫn nộ thánh tộc nếu thương huyền thiên thật rơi vào trong tay tộc vậy thà rằng dốc hết thảy để liều một phen. Không ai sẽ cho rằng hàng động này có thể ảnh hưởng tới tương lai thương huyền thiên, bởi vì nếu không thể chống chịu được nguy cơ trước mắt này, vậy bọn họ cũng chẳng còn có tương lai nữa. Thế là, dưới sự thôi thúc của sự sợ hãi thánh tộc, khi biết tin Chu Nguyên muốn dùng phần lớn nguyên khí thương huyền thiên để nuôi dưỡng một tòa thánh địa siêu cấp, phần lớn người lại không hề phản đối, ngược lại bắt đầu lên kế hoạch lên đường. Mục đích của những người này chính là tòa đại lục vốn trước nay còn vô danh, nằm ở trong góc thương huyền thiên, đại lục thương mang. Đương nhiên, không chỉ có người thường đối với các thế lực lớn trong thương huyền thiên sau khi nhận được tin tức cũng từng diễn ra những cuộc thảo luận kịch liệt nhưng cuối cùng đều thống nhất một kết quả đó chính là nhất định phải ủng hộ thiên chủ trung nguyên xây dựng cửu cửu tạo hóa tháp mặc kệ là từ danh vọng hay từ thực lực bây giờ trong thương huyền thiên này không có ai có thể hơn được thiên chủ trung nguyên nói câu không khách khí dù cho có người đứng ra phản đối mà thiên chủ trung nguyên vẫn cứ khăng khăng làm vậy thì ý kiến của bọn họ cũng không có bất cứ tác dụng gì thậm chí nếu thiên chủ không vui trực tiếp rút sạch nguyên khí chỗ tông môn của mình vậy thì càng tệ chưa kể nếu phản đối còn có thế bị người đời bêu danh chửi rủa cho rằng không biết vì đại cục nếu đã thế thì thả thức thời một chút có khi còn có thể khiến cho thiên chủ chu nguyên có ấn tượng tốt dù sao tòa thánh địa siêu cấp kia sắp thành lập thế lực khắp nơi cũng vô cùng muốn được vào bởi vì không chỉ có đệ tử tầm thường mà ngay cả các cao tầng như nguyên anh cảnh pháp vực cảnh đều có thể có cơ hội tiến vào ai mà chẳng khát cầu thực lực của mình tiến thêm một bước đây đối với bọn hắn tòa thánh địa siêu cấp này cũng là một cơ duyên hiếm có. Cho nên, chỉ trong vòng một ngày sau khi nhận được tin tức, vô số thế lực trong thương huyền thiên không hề do dự, mang theo rất nhiều tài liệu chân quý trùng trùng điệp điệp hướng về phía đại lục thương mang mà đi, người đông như kiến. Mà mấy thế lực đỉnh tiêm như thương huyền tông, vấn kiếm tông, bách hoa tiên cung, thì càng dứt khoát hơn, nếu những thế lực cấp trung, cấp tiểu kia còn có chút do dự, chỉ dám cống hiến một phần vốn liếng thì những thế lực đỉnh cấp lại triệt để chuyển hết tồn kho, không để lại chút nào trưởng giáo các tông môn đỉnh tiêm này có thể đứng đầu thế lực lớn đương nhiên ánh mắt của bọn hắn càng thêm lâu dài càng thêm sâu xa nếu đã hạ quyết tâm muốn duy trì trung nguyên vậy cần phải thể hiện ra thái độ ủng hộ triệt đề lúc này nếu còn giữ lại hai ba phần không những không có ý nghĩa gì ngược lại còn bị đánh giá là không phóng khoáng không thấy xa nếu muốn cược vậy dùng hết gia sản để cược bọn họ tin tưởng nếu tương lai thương huyền thiên thật có thể vượt qua kiếp nạn này vậy phần thưởng mà họ nhận được sẽ không bao giờ làm cho họ thất vọng thế là toàn bộ thương huyền thiên sôi trào đây là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có của tiêu thiên huyền chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi vô số người đến từ bốn phương tám hướng thương huyền thiên chèn chúc về đại lục thương mang lại đi xuyên qua vương triều đại chu cuối cùng tới hắc uyên hàng trăm triệu tài nguyên chân quý thiên tài địa bảo được cống hiến cuối cùng được trung nguyên luyện hóa trực tiếp dung hòa vào tòa tháp nguy nga khổng lồ kia thế là cửu cửu tạo hóa tháp càng ngày càng trở nên sáng chói huyền diệu mãi tới hai tháng sau hắc uyên nơi đã từng là mảnh đất tràn đầy khí độc, tràn đầy hiểm ác này, nay đã biến thành một vùng thánh địa, kim tuyền mọc lên khắp nơi, kỳ hoa dị quả tràn ngập sơn lâm, nguyên khí thiên địa nồng đậm tới mức như rượu ngọn, chỉ hít thở một ngụm cũng làm người ta lung lay như say rượu. Ở phía bên ngoài nhất của Hắc Uyên, có thể thấy có vô số thần ảnh đang ngồi xếp bằng, số người ngồi đen nghịt nhìn không thấy cuối. Mà lúc này, ánh mắt ai nấy đều cuồng nhiệt nhìn về phía tòa tháp lớn chọc trời ở chỗ sâu kia. Ở trên ngọn tháp, có một bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân hắn không có bất cứ ba độ nguyên khí gì, nhưng khi có người nhìn lại, lại cảm giác một luồng uy áp ập vào mặt, tưởng như bản thân đang đối mặt với cả một cõi thiên địa, làm cho lòng là người sợ hãi. Nhưng lúc này, cũng không có ai sợ hãi, ngược lại tràn đầy kính trọng. Xuyên thấy qua tầng mây bao quanh đỉnh tháp, hai mắt đang đóng chặt của Trung Nguyên chợt mở ra, tầm như có cảm giác, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đã đến lúc rồi. Hắn nói nhẹ, trải qua hai tháng người thương huyền thiên không ngừng cống hiến tài nguyên này, tòa cửu cửu tạo hóa tháp dưới thân hắn đã dần đạt tới viên mãn trung nguyên vươn người đứng dậy tòa tháp nguy nga như núi cao dưới chân thì tỏa ra kim quang óng ánh ở mỗi tầng ngoài tháp đều có một chiếc chuông vàng treo lơ lửng mà lúc này tiếng chuông vang lên âm thanh to rõ khuếch tan quanh quẩn toàn bộ thương huyền thiên ở bên ngoài hắc uyên vô số ánh mắt thấy cảnh này cũng hiểu đây là có chuyện gì thế là sau một tức vô số tiếng hoan hô đình tài nhức óc vang lên thiên chủ trung nguyên uy vũ thương huyền ta uy vũ thể chết đi theo thiên chủ vô số người kích động kêu lên, tiếng cầm chấn động thiên khung, ai cũng hiểu, thiên chủ Chu Nguyên đã thực hiện một hành động vĩ đại vì tương lai tồn vong của Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên đứng ở đỉnh tháp, ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn dòng người kéo dài đến cuối tầm mắt kia, sau một khắc, một âm thanh tựa như hồng trung đại lữ vang vọng đất trời. Hôm nay cửu cửu tạo hóa tháp ra đời, phàm là sinh linh Thương Huyền ta đều có thể đi vào tu hành, nguyện Thương Huyền ta vĩnh thịnh không suy. Vô số người không khỏi sôi trào nhiệt huyết, cuối cùng đều quỳ một chân xuống, cúi người về hướng Trung Nguyên nguyện thương nguyên ta vĩnh thịnh không suy tâm cảnh trung nguyên cũng có chút chập trùng hắn giơ nhẹ tay lên ầm ầm tại trong vô số ánh mắt nóng rực cùng chờ đợi kia chỉ thấy tòa cửa đá đóng chặt của cửu cửu tạo hóa tháp chậm rãi mở ra khi tòa cự tháp cao chọc trời kia chậm rãi mở ra vô số người bên ngoài không khỏi nín thở dõi mắt nhìn chằm chằm trong mắt tràn ngập khát vọng đó là sự trông chờ cơ duyên cùng lực lượng người ở nơi này chỉ có một phần nhỏ là xuất thân từ thế lực lớn còn lại đa phần đều là tán tu không có bối cảnh trong quá khứ để có thể kiếm được một chút tài nguyên thì những người này đều phải dùng mạng dùng máu mình đi kiếm thậm chí vì thế mà phải trả một cái giá thật lớn phía sau bọn họ không có ai để dựa vào nên chỉ có thể dùng một bầu nhiệt huyết cùng tâm trí dũng mãnh để tiến lên thế nên bọn họ càng thêm hiểu tòa cửu cửu tạo hóa tháp trước mắt này đại biểu cho điều gì cũng chính vì thế tất cả bọn họ đều mang lòng cảm kích vô hạn với hành động vĩ đại lần này của thiên chủ chu nguyên oanh khi cửa tháp triệt để mở ra đám người đen nhiệt rút cục nhịn không được trong chớp mắt tiếp theo lao về tòa tháp chọc trời. Vô! Mà khi bọn hắn tiếp cận, chỉ thấy tòa cửa tháp kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng bằng bạc, kim quang lướt qua, đám người trực tiếp biến mất. Những người này trực tiếp bị hút vào trong tháp. Ở đằng sau, vô số người cuồng nhiệt lao tới. Chu Nguyên đứng ở không trung, nhìn cảnh tượng này, chợt ánh mắt hơi động, bởi vì hắn nhìn thấy một vài bóng người quen thuộc. Lý Thuần Quân, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến, Trần Hư, còn có rất nhiều người quen ở Thương Huyền Tông như Sở Thanh, Lý Khanh Thiền. Hiển nhiên, đám người này cũng không muốn vắng mặt trong trận đại thịnh hội trước nay chưa từng có này của Thương Nguyên Thiên. Trông thấy bọn hắn, Trung Nguyên liền nghĩ tới Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần, nếu bọn họ cũng ở đây, hẳn là có thể thu được ít nhiều lợi ích từ cửu cửu tạo hỏa tháp, chỉ tiếc trước đó khi đại chiến kết thúc, ba người đều đã bị gọi trở về Chư Thiên. Nghe sư phụ Thương Uyên nói, vì chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với thánh tộc, ba vị cổ tôn của Quy Khư Thần Điện quyết định sẽ thu nạp một số thiên kiêu siêu cấp trong Chư Thiên, dốc hết toàn lực bồi dưỡng giúp bọn họ có thể tăng thực lực lên. Ý tưởng này rất giống với cách mà Trung Nguyên đang làm hiện nay. Mà thiên phú của ba người Tô Ấu Vi cũng đã sớm được quy khư thần điện biết đến, nên hiển nhiên cũng là nhóm thiên kiêu đầu tiên được tuyển chọn. Có thể tưởng tượng, trong đoạn thời gian bình tĩnh ngắn ngủi sắp tới này, thực lực của rất nhiều thiên kiêu của chư thiên này sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí một số người có thiên phú đỉnh tiêm chưa hẳn không thể mượn cơ hội này để nhập thánh. Đây là một cơ hội vạn năm khó gặp. Đối với đa số người, có lẽ thời đại đại biến này là một điều bất hạnh, nhưng đối với một số người mà nói thì đây lại là cơ duyên. Nếu Chu Nguyên không định làm cửu cửu tạo hóa tháp thì cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến cử mấy người sở thanh lý thuần quân đi quy khư thần điện. Nhưng bây giờ điều này đã không còn cần thiết nữa. Mặc dù quy khư thần điện rất mạnh nhưng bọn họ cũng không làm được việc dùng nguyên khí của cả một tòa thiên vực để nuôi dưỡng một tòa tháp như Chu Nguyên. Dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên gần như bất cần rồi, đã thực lực xếp hạng kém nhất. Vậy dù thất bại trở nên càng kém thì cũng không khác nhau mấy. Mà các thiên vực khác thì không giống không nói tới hỗn nguyên thiên mạnh nhất trong chư thiên dù là ngũ hành thiên được coi là xếp hạng chót chỉ cao hơn thương huyền thiên nếu muốn bàn về nội tình cùng thực lực thì đều mạnh hơn thương huyền thiên nhiều cho nên việc để cho các thiên vực khác học tập cách làm hiện nay của thương huyền thiên là không khả thi được không đủ bù mất trong thương huyền thiên này chỉ có một vị thánh giả là chu nguyên thế nên chỉ cần quy khư thần điện không nhúng tay vậy quyền lên tiếng của hắn là nặng nhất không ai có thể dung chuyển quyết định của hắn thế nên chu nguyên tin tưởng dưới sự duy trì của tài nguyên toàn bộ thương huyền thiên tòa cửu cửu tạo hóa tháp này sẽ không hề yếu kém hơn nơi bồi dưỡng của quy khư thần điện trung nguyên nhìn về phía tòa cửu cửu tạo hóa tháp cao chọc trời ở xa xa trong mắt hiện quang mang thấy được đám người lý thuần quân ở trong đó cười cười lẩm bẩm thật trông chờ không biết mọi người có thể tiến bộ đến mức nào với thiên phú cùng tiềm lực của mấy người lý thuần quân sở thanh bọn hắn chắc chắn là nhóm thiên kiêu đỉnh tiêm nhất của thương huyền thiên trước đây thực lực của bọn họ tiến bộ với tốc độ không hề chậm mà bây giờ lại gặp được cửu cửu tạo hóa tháp trung nguyên tin tưởng thực lực của bọn họ sẽ tăng lên với tốc độ nhanh gấp nhiều lần ngày này sẽ được ghi vào sử sách thương nguyên thiên thiên chủ mở tháp ninh chúng sinh trong cửu cửu tạo hóa tháp đây là một tòa chiến đài bát ngát ở bốn phía chiến đài tràn ngập sương mù không gian vạn vẹo tạo thành một bức tường lý thuần quân cầm một thanh kiếm sắt dì sét trong tay đứng ở trên chiến đài khuôn mặt bình tĩnh miếng vải đen cuốn lấy hai mắt chợt hắn nghiêng đầu nhìn về một hướng chỉ thấy ở nơi đó sương mù đột nhiên cuộn lên có mấy chục bóng người lao ra thế công hung hãn tấn công với các điểm yếu trên người lý thuần quân đối mặt với thế công đột nhiên xuất hiện lý thuần quân lại không hề nhúc nhích chỉ đợi lúc những đòn tấn công này sắp bao trùm lên thân thể mình một tiếng kiếm gieo đột nhiên vang lên kiếm khí lạnh lẽo quét ngang mà ra phanh phanh cơ hồ là trong cùng một khoảnh khắc mấy thân ảnh này đều bị kiếm khí quét chúng lập tức rụp đổ nhưng lại không hề có cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe ngược lại trong chớp mắt khi thân thể những người này bị đánh vỡ lại biến thành dòng lũ nguyên khí trực tiếp vọt vào trong cơ thể lý thuần quân Độ tinh thuần của nguyên khí làm cho người ta không khỏi líu lưỡi, nhưng Lý Thuần Quân lại hết sức bình tĩnh, bởi vì đây đã là lần thứ 9 hắn thu được những dòng nguyên khí này, hắn biết, đây là dấu phần thưởng khi hắn đã vượt qua 9 tầng, mà toà Cửu Cửu Tạo Hóa Tháp này có 81 tầng, nên nơi này cũng chỉ coi là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cứ mỗi xung qua một tầng, là lại được nhận được phần thưởng của tầng đó sao? Trải qua đoạn đường này, Lý Thuần Quân cũng nhận được không ít phần thưởng, nhưng cấp độ những phần thưởng này cũng không cao, có thể vì thực lực bản thân hắn quá mạnh nên không cảm nhận được nhiều khá thú vị lý thuần quân nhẹ giọng nói trên mặt hiện lên vẻ hăng hái hắn hiểu mục tiêu của mình không nên dừng ở nơi này hắn cần phải đi lên tầng cao nhất có thể hắn tin tưởng chu nguyên tốn công tạo ra tòa cửu cửu tạo hóa tháp này sẽ không hề đơn giản như vậy lý thuần quân ngẩng đầu con mắt mù nhìn qua hư vô dường như có thể cảm ứng được đang có một ánh mắt nhìn mình bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim thế là trên khuôn mặt đờ đẫn của hắn lộ ra một nụ cười hiếm thấy cây kiếm sát trong tay cũng nâng lên chỉ về hướng hư không mặc dù ngươi đã bước tới cảnh giới kia, nhưng ta sẽ sớm đuổi tới thôi. Bây giờ thế cục chư thiên bất ổn, chắc hẳn vị thiên chủ ngươi cũng bận sức đầu mè chán đi. Nếu ta có thể bước vào thánh giả cảnh, thì có thể giúp ngươi một tay rồi. Chờ lấy. Lý thuần quân nhất chân, đi qua chiến đài, bước vào trong sương mù, kim quang nở rộ, có tiếng chuông vang vọng. Mà cũng chính tại cùng một thời gian. Ở các không gian khác của tháp, tả khâu thanh ngư, lục la, chân hư, ninh chiến, sở thanh, lý khanh thiền, diệp ca, những thiên kiêu đứng đầu nhất của thương huyền thiên này cũng phá hủy ngăn cản dễ như trở bàn tay sau đó kiên định bước lên tầng cấp cao hơn của tòa tháp bọn họ hiểu đây là một cơ duyên to lớn nếu ai tụt lại ở nơi này vậy cả đời sẽ phải hối tiếc thế nên nhất định phải nắm chắc cơ hội này kể từ khi cửu cửu tạo hóa tháp được mở ra hắc uyên đã trở thành nơi đông đúc nhộn nhịp nhất của thương huyền thiên lúc nào cũng có thể thấy có người lặn lội từ nơi xa vạn dặm vượt qua rất nhiều đại lục đến đây đám người tựa như những tín đồ thành kính cuồng nhiệt muốn tới bái vị thánh của mình mà vì quản lý dòng người khổng lồ này trung nguyên tự mình ra tay xây dựng nên một tòa thành thị khổng lồ tất cả công việc đều được hoàn thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi trung nguyên đặt tên tòa thành thị này là thành tạo hóa đây cũng là nơi mà những người cầu đạo lặn lội đường xa mà đến cuối cùng sông tháp thất bại kia có một nơi nghỉ ngơi lấy lại sức trung nguyên trực tiếp giao tòa thành thị này cho vương triều đại chu quản lý chu kình cũng trực tiếp phái một đội quân tới đương nhiên thật ra quân đội vương triều đại chu có thực lực yếu kém hơn nhiều so với những cường giả lặn lội tới từ bốn phương tám hướng của thương nguyên thiên này nhưng sự tồn tại của bọn họ cũng không phải vì đàn áp, mà là vì duy trì trật tự trong thành. Dù sao, chỉ cần ngày nào Trung Nguyên còn là thiên chủ thương huyền thiên, vậy ngày đó không có bất cứ ai dám to gan làm càn trong thành tạo hóa này. Ở phía tây của thành tạo hóa có một tòa trang viên, trong đó có bóng cây phủ kín xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng có góc lầu các lộ ra giữa tán cây, tất cả hòa quyền tuyệt hảo với thiên nhiên. Ở nơi trung ương nhất của trang viên có một tòa lầu cực cao, đây cũng là kiến trúc cao nhất của cả thành tạo hóa này, đứng ở nơi đây có thể quan sát được cả tòa thành, mà phóng mắt nhìn về nơi ra có thể nhìn thấy cả tòa tạo hóa tháp đứng sừng sững giữa trời kia trên đỉnh lầu thường có mây mù che chở chắn lại tất cả ánh mắt tò mò theo dõi trong mây mù nhàn nhạt chu nguyên cùng yêu yêu ngồi đối diện nhau ở giữa đặt một khai trà thôn thôn thì nằm sấp uể oải ở một bên thỉnh thoảng duỗi duỗi thân mình đón lấy ánh nắng trước mặt chu nguyên có một tòa tháp ánh sáng mini hiển hiện trong tháp còn có từng điểm sáng mơ hồ đây chính là cảnh tượng bên trong tạo hóa tháp mà mỗi điểm sáng thì đại diện cho mỗi người đang vượt tháp đã một tháng kể từ khi tạo hóa tháp được mở ra. Trong thời gian này, vô số người tràn vào tạo hóa tháp, nhưng tạo hóa tháp lại như vực sâu, đón nhận dòng người khổng lồ này. Điều này làm cho thế lực khắp nơi không khỏi rung động, nói theo một ý nghĩa nào đó, tòa tạo hóa tháp này đã gần như là một phương thiên địa độc lập rồi. Dù là thánh giả bình thường cũng khó có thể có thủ đoạn như vậy mà cũng chỉ có Trung Nguyên, vị thánh giả nắm giữ quyền hành cả một phương thiên vực mới có thể làm được. Suốt một tháng này, trong tổng số người tiến vào tạo hóa tháp để tu luyện, gần 7 phần 10 người có tiến bộ về thực lực, mà một phần mười trong đó trực tiếp đột phá bình cảnh tiến lên cấp cao hơn ngón tay chu nguyên chọc cho quang tháp thuận miệng nói chỉ là số người có thể vượt lên tới trên tầng 70 vẫn còn khá ít yêu yêu liếc qua nói các tầng từ 70 trở lên được chu nguyên gọi là tầng pháp vực bởi vì chỉ có thực lực đạt tới cấp độ pháp vực mới có thể xâm nhập lên đó trong một tháng này những người xông lên được tầng cao nhất đều là các vị cường giả pháp vực uy tín lâu năm của thương huyền thiên như trường giáo thanh dương thiên kiếm tôn cổ kình tôn giả bọn họ đều có thực lực pháp vực cảnh giới thứ ba nhưng dù thế cũng chỉ dừng bước lại tại tầng 80. Trong một tháng này, bọn họ khiêu chiến thử thách của tầng 80 rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Xem ra không dễ mà mấy người trường giáo Thanh Dương có thể vượt qua tầng 80 này, Chu Nguyên cười nói. Người canh giữ mà chàng đặt ở tầng 80 này quá biến thái so với thực lực của bọn họ, yêu yêu nắm hồ lô ngọc, tự rót tự uống, nói. Chu Nguyên nở nụ cười đầy ác ý. Khuôn mẫu của người canh giữ tầng 80 được lấy ý tưởng từ tên cường địch mà hắn từng gặp ở bí cảnh Thạch Long, Thái Hiên của Thánh Tộc dưới sự trợ giúp của nguyên khí toàn bộ thương huyền thiên trung nguyên thiết kế hình chiếu người canh giữ này có được tám phần thực lực của thái hiên những ngày đó trong bí cảnh thạch long ngay cả từ bắc diễn vốn là pháp vực cảnh giới thứ ba đỉnh cao trong toàn bộ chư thiên cũng không phải là đối thủ của thái hiên mà mấy người trưởng giáo thanh dương còn không bằng từ bắc diễn hiển nhiên không dễ mà có thể xông qua cửa ải này trong một tháng này mấy người trưởng giáo thanh dương bị thu không biết bao nhiêu lần dưới tay thái hiên có thể nói là bị hành hạ đến chết đi sống lại nhưng sự hành hạ này cũng không hề vô dụng Trung Nguyên có thể cảm giác được, trải qua rất nhiều lần thất bại này, Tu Phi đã dừng lại rất nhiều năm của mấy người trường giáo thanh dương bắt đầu lại có dấu hiệu tăng lên. đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên sự tiến bộ này là sự huyền diệu của tạo hóa tháp. Bởi vì tuy rằng mấy người trường giáo thanh dương được coi là cường giả pháp vực uy tín lâu năm của Thương Huyền Thiên, có nội tình thâm hậu, nhưng nhìn chung tiềm lực của bọn họ đã dần mất hết trong thời gian dài đăng đẳng này rồi. Mà năng lực huyền diệu nhất của tạo hóa tháp chính là tái tạo tiềm lực cho người nhập tháp. Có lẽ bản thân cũng cảm nhận được thực lực bản thân lại đang tăng lên nên mặc dù mấy người trưởng giáo thanh dương thất bại nhiều lần nhưng lại không hề nản lòng ngược lại chiến ý càng ngày càng cao mặc dù có tạo hóa tháp tái tạo tiềm lực cho bọn họ nhưng nếu nói muốn bước ra bước cuối cùng kia thì vẫn vô cùng khó khăn đôi mắt sáng của yêu yêu nhìn chăm chăm mấy điểm sáng cao nhất trong quang tháp từ tốn nói con đường trở thành thánh giả vốn vô cùng khó khăn nếu không có tòa tạo hóa tháp này vậy mấy người trưởng giáo thanh dương không hề có cơ hội đặt chân tới cuối nhưng bây giờ có tạo hóa tháp thì cơ hội của bọn họ cũng chỉ tăng lên thêm một chút xíu mà thôi trong mắt yêu yêu chỉ sợ mấy người lý thuần quân sở thanh lúc này còn đang rơi rớt ở mấy tầng thấp hơn so với mấy người trường giáo thanh dương còn có cơ hội cao hơn một chút bởi vì mấy người trường giáo thanh dương đã cạn kiệt tiềm lực gần như dầu hết đèn tét mà bọn người lý thuần quân sở thanh thì còn trẻ tiềm lực vô hạn điều này cũng không có nghĩa là thiên phú của mấy người trường giáo thanh dương kém cỏi dù sao phàm là người có thể đạt tới pháp vực cảnh giới thứ ba thì đều không phải kẻ tầm thường ở thời đại của bọn họ có thể coi họ là những thiên kiêu xuất chúng nhất chỉ là trải qua thời gian đằng đắng đến nay tìm được hao mòn tạo hóa tháp mới xuất hiện mà đám người lý thuần quân sở thanh thì sinh đúng thời điểm mà thôi trung nguyên thở dài một tiếng gật nhẹ đầu nếu con đường nhập thánh mà dễ dàng thì suốt bao năm qua kể từ khi lão tổ thương nguyên mất đi thương nguyên thiên vẫn chưa từng xuất hiện thêm vị thánh giả nào mà lại đừng nói là thương nguyên thiên nhìn khắp chư thiên trong mấy trăm năm nay số người có thể thành thánh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay ta đã làm hết khả năng mà liệu có thể bước tới bước cuối cùng kia không thì đều phải dựa vào cơ duyên tạo hóa của bọn họ. Yêu yêu gật nhẹ đầu, sau đó nàng chỉ vào tầng cao nhất cầu quang tháp, hăng hái hỏi, tầng thứ 80 là Thái Hiên, vậy tầng cuối cùng kia có người canh giữ là ai? Trung Nguyên lộ ra nụ cười rụt rè, nói, là một hóa thân nguyên khí của ta. Yêu yêu nghe vậy giật mình, lại tức giận lắc đầu, giờ ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đám người trải qua bao vất vả khó khăn, đột phá qua tầng 80, sau đó trông thấy người đứng tại tầng cuối cùng kia sẽ có vẻ mặt gì. Trung Nguyên nghiêm nghị nói, không trải qua ngàn vạn lần chui rèn thì sao có thể thoát thai hoán cốt, ta là vì tốt cho bọn họ mới làm vậy." Đôi môi đỏ của Yêu Yêu hơi cong lên, có ngốc mới tin chàng. Chu Nguyên nhìn gương mặt giờ đây đã sinh động hơn rất nhiều của Yêu Yêu, trong lòng phức tạp, nhưng trên mặt vẫn hiện ý cười, vươn tay cầm nhẹ lấy bàn tay mềm mại của nàng. Yêu Yêu liếc nhìn hắn, sau đó năm ngón tay đan vào bàn tay Chu Nguyên, dù hai người không nói lời nào, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được nội tâm của Chu Nguyên. Trên đỉnh lầu cao trở nên yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu đột nhiên vẻ mặt trung nguyên cùng yêu yêu đều hơi động sau đó nghiêng đầu nhìn thấy không gian bắt đầu vạn vẹo sau đó thân ảnh thương huyền đạp không mà ra trung nguyên chú ý tới vẻ mặt ngưng trọng của thương huyền trong lòng không nhịn được trầm xuống đã xảy ra chuyện gì sao là chuyện của thánh tộc hay là của yêu yêu sư phụ nhìn thấy thương nguyên đột nhiên xuất hiện trung nguyên vốn định đứng dậy đón thương nguyên lại đã khoát tay áo ngăn lại sau đó ngồi xuống một bên của bàn trà ánh mắt thoáng nhìn qua tòa tháp cao chọc trời ở nơi xa lộ ra ý cười nói công trình này của ngươi quả là đồ sộ dù là người của quy khư thần điện nghe nói tới công trình này cũng phải cảm thán đảm phách của ngươi không nhỏ tòa cửu cửu tạo hóa tháp này là do trung nguyên vận dụng vô số tài nguyên của thương huyền thiên mới đắp nạn lên nhưng tài nguyên cũng không phải là điểm quan trọng nhất chủ yếu là trung nguyên quả quyết rút phần lớn nguyên khí thiên địa của cả thương huyền thiên để uẩn dưỡng cho một tòa tháp phải là người có đảm phách cực lớn mới có thể làm được điều này ngay cả thánh giả nghe nói cũng phải thầm kinh hãi cục diện nơi đây vốn đã rất tệ nếu đến lúc này còn làm việc cẩn thận từng ly từng tí vậy thật không còn cơ hội vực dậy nữa chu nguyên bất đắc dĩ nói các thánh giả thiên vực khác cảm thấy kinh ngạc với hành động này của hắn đó là bởi vì họ không phải là người của thương huyền thiên cũng không biết cục diện ở nơi đây đã yếu kém tới mức độ nào rồi người làm như thế là đúng dù sao bây giờ cũng là thời kỳ khẩn trương ngay cả mấy người kim la cổ tôn khi biết tin cũng gật đầu đồng ý thương nguyên gật đầu nói chu nguyên nghe vậy cười nói vậy phải đa tại các cổ tôn hiểu cho tuy rằng quy khư thần điện không quản bất cứ thế lực của phương nào nhưng dù sao họ cũng đại biểu cho ý chí của đông đảo thánh giả chư thiên hơn nữa đây cũng là lực lượng tối cao nhất của chư thiên để chống lại thánh tộc cho nên dù bây giờ trung nguyên đã là thiên chủ của thương huyền thiên cũng phải tôn trọng ý kiến của quy khư thần điện phần nào hai người trò chuyện một lát về tạo hóa tháp sau đó không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trung nguyên nhìn thoáng qua yêu yêu hít sâu một hơi nói sư phụ quy khư thần điện có tin tức gì sao trước đây khi mấy người kim la cổ tôn rời đi đã mang theo một sợi tuyệt thần chú độc, cũng nói là sẽ tập hợp lực lượng các thánh của quy khư thần điện để tìm hiểu phá giải. Bây giờ đã qua mấy tháng, hẳn là đã có kết quả. Thương Nguyên gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này, yêu yêu có biểu hiện lạ nào không? Trung Nguyên trầm mọc một lát, nói, nàng trở nên sinh động hơn, tựa như năm xưa khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy. Thương Nguyên cười khổ một tiếng, nặng nề nói, đó là bởi vì tuyệt thần chú độc đang cắn nuốt thần tính trong cơ thể nàng, mà thần tính yếu đi, cũng là cho nhân tính hiện hiện ra, ánh mắt Chu Nguyên co lại, thì ra là thế, cũng thật không ngờ tuyệt thần chú độc lại khủng bố tới mức độ này, ngay cả thần tính cũng có thể bị cán nuốt. Không nên kinh ngạc, trước đó ta cũng đã nói, năm xưa thánh thần bị ý chí của Tổ Long đánh trọng thương, bắt buộc phải ngủ say, mà ý chí Tổ Long còn dư lại trong cơ thể thánh thần thì tra tấn hán hàng ngàn hàng vạn năm. Chỉ là dù sao Tổ Long đã vẫn lạc, ý chí không thể đủ để tiêu diệt thánh thần, cho nên cuối cùng dần bị thần áp đảo. Cuối cùng thần lại ép ý chí Thạch Long ra ngoài, dùng đây làm vật liệu, lại dung nhập sự thống khổ cùng hắc ám mà hắn phải chịu đựng ngàn vạn năm qua vào trong đó, mới tạo thành tuyệt thần chú độc, thế nên nói theo một ý nghĩa nào đó, trong tuyệt thần chú độc này có ẩn chứa một tia lực lượng tổ long bị thánh thần bóp méo, yêu yêu đột nhiên lên tiếng. Đây là một loại độc chuyên dùng để nhằm vào ta. Yêu yêu chính là đệ tam thần được sinh ra từ ý chí của tổ long, mà bây giờ, thánh thần liền dùng lực lượng tổ long bị bóp méo để đối phó với nàng. Ta chỉ muốn biết, ngoại trừ việc độc này sẽ cắn nuốt thần tính trong cơ thể nàng ra thì nó còn gây ra tổn thương nào khác cho yêu yêu nữa không? Chu Nguyên hỏi. Thương Uyên cùng yêu yêu đều trầm mặc lại. Không nên giấu ta, thanh âm của Chu Nguyên đã lộ vẻ tức giận. Thương Uyên nhìn yêu yêu, khẽ thở dài, nói, tuyệt thần chú độc cán nuốt thần tính của yêu yêu sẽ từ từ lớn mạnh, đồng thời nó sẽ ăn mòn thân thể của nàng. Một khi nó đủ lớn mạnh tới một mức độ nào đó, thì có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho yêu yêu. Nhưng theo như chúng ta nghiên cứu, nếu quả thật tới lúc tuyệt thần chú độc có thể tạo ra uy hiếp cho yêu yêu, thì nàng sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông để tự bảo vệ. Ngủ đông để tự bảo vệ. Chu Nguyên nhíu mày lại. Vẻ mặt Thương Uyên có chút phức tạp, ông nhìn Chu Nguyên, nói, nói theo một cách đơn giản, thì khi đó thân thể nàng sẽ không còn được khống chế bởi nhân tính nữa, bởi vì thần tính sẽ nhận ra uy hiếp và triệt để thức tỉnh, sau đó bảo hộ tự thân, đuổi tuyệt thần chú độc đi. Lúc này, nàng sẽ chân chính trở thành đệ tam thần. Bàn tay nắm chén rượu của Chu Nguyên không khỏi run rẩy, từng giọt rượu sánh đầy ra ngoài, hắn ngẩng đầu, nhìn yêu yêu với vẻ kinh ngạc, hắn hiểu câu nói của Thương Uyên, khi thần tính của yêu yêu triệt để thức tỉnh, trở thành đệ tam thần, vậy chỉ sợ toàn bộ nhân tính của nàng sẽ bị xóa bỏ. Khi đó, nàng chỉ là đệ tam thần, mà không phải yêu yêu nữa. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Vừa nghĩ tới khoảnh khắc đó, hô hấp Chu nguyên như nghẹn lại, trái tim đột nhiên quặn đau, làm cho bàn tay hắn run rẩy nhẹ nhẹ. Thật ra Chu Nguyên cũng hiểu, hắn vẫn đang trốn tránh không muốn nghe tới tin này, bởi vì hắn biết, nếu yêu yêu trở thành đệ tam thần, vậy nàng sẽ quên hết tất cả, quên cả những kỷ niệm của hai người hắn không biết khi đó hắn phải làm gì. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn bên cạnh yêu yêu, cảm nhận được tình cảm của nàng càng ngày càng sinh động thậm chí đã có lúc trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ ích kỷ, đó chính là không cần quan tâm tới thánh tộc, tới thánh thần, hắn nguyện từ bỏ tất cả để có thể được ở bên cạnh nàng mãi mãi. Nhưng dù như vậy, hắn biết vẫn không thể thay đổi được gì, ngay cả khi bây giờ hắn đã trở thành thiên chủ cầu thương huyền thiên. Có lẽ, trong thế gian này, chỉ có hắn mới muốn yêu yêu ở lại. Như các thánh của quy khư thần điện, bọn họ càng hy vọng đệ tam thần thức tỉnh bởi vì bọn họ cho rằng chỉ có đệ tam thần mới có thể ngăn cản thánh thần có đệ tam thần tọa trấn chư thiên thì thánh tộc mới không thể xâm phạm về điểm này có lẽ hắn đang đứng ở mặt đối lập của cả thế giới này trung nguyên không nói một câu đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vũng rượu rơi trên bàn như người mất hồn ngơ ngơ ngác ngác thương nguyên nhìn bộ dạng này của trung nguyên cũng có chút đau lòng ông biết rõ tính tình chu nguyên cứng cỏi nhường nào nhưng ngay cả như thế biến cố lần này vẫn khiến cho người trẻ tuổi dũng mãi ngày trở nên suy sụp thương nguyên hít sâu một hơi quay đầu nhìn yêu yêu nói hiện tại ta đột nhiên hối hận năm xưa đã giao ngươi cho hắn nhờ hắn chăm sóc ông chưa bao giờ nghĩ tới năm xưa chỉ là một quyết định nhất thời cuối cùng lại có thể tạo ra kết quả này ông cũng không ngờ người vốn không thể sinh ra tình cảm như yêu yêu sau khi trải qua nhiều năm làm bạn lại có thể sinh ra cảm tình khó mà thay đổi đối với trung nguyên quả nhiên là tạo hóa châu người yêu yêu không nói gì chỉ duỗi bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng nắm chặt tay Chu Nguyên. Nàng ngắm nhìn đôi mắt đã có chút đỏ bừng của Chu Nguyên, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra nụ cười tươi đẹp mà ngay cả thiên địa cũng phải phai mờ. Nụ cười ấy như tồn tại đẹp nhất trên thế gian này, đủ để khắc vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Nàng không nói thêm gì, chỉ nhìn Chu Nguyên một lúc, nói khẽ, Chu Nguyên, cưới thiếp làm vương phi của chàng đi. Không đợi Chu Nguyên trả lời, nàng lại nhìn về phái thương uyên, lộ ra nụ cười hoạt bát mà đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, hắc ra ra, xin người làm chủ hôm lễ của chúng con. Giờ khắc này, dù là thương uyên cũng không nhịn được nỗi chua xót trong nội tâm khóe mắt cay cay đã rất nhiều năm rồi ông mới lại được nghe yêu yêu xưng hô với mình như vậy ông nhìn qua yêu yêu tựa như nhìn thấy cô bé con năm xưa trốn trong góc áo theo mình trốn đông trốn tay khi đó ông chính là người mà cô bé ỉ lại và tín nhiệm nhất thương uyên dụi dụi con mắt lộ ra dáng cười gật mạnh đầu được hôn lễ của trung nguyên được quyết định tổ chức vào 10 ngày sau tin tức này lan tràn ra toàn bộ thương huyền thiên với tốc độ nhanh chóng gây ra chấn động xôn xao vô số người không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc là vị nữ tử phong hoa tuyệt thế đến mức nào mới có thể sáng ngang với trung nguyên người bây giờ đã là nhân vật quyền hành bậc nhất của thương nguyên thiên này thế nên trong mấy ngày này trong thương nguyên thiên đều có vô số người thảo luận về đề tài này chỉ là vị vương phi của thiên chủ trung nguyên lại cực kỳ thần bí người thường khó có thể nhìn thấy nhưng cũng chính vì càng thần bí mới làm cho mọi người càng hiếu kỳ rất nhiều người thảo luận suy đoán làm cho nhất thời tin tức về hôn lễ của trung nguyên còn nóng hổi hơn tin tức về tạo hỏa tháp đương nhiên không chỉ trong thương huyền thiên mà ngay cả ở quy khư thần điện nơi tụ tập của các thánh giả chư thiên khi tin tức này truyền tới thì không ít người đều dõi mắt nhìn về phía thương huyền thiên bây giờ chu nguyên cũng không còn chỉ là thiên kiêu mới nổi của chư thiên nữa bây giờ hắn đã bước vào thánh giả cảnh đồng thời tự thân trở thành thiên chủ của thương huyền thiên thân phận ấy đủ để khiến cho chư thiên coi trọng thế nên mỗi cử động của hắn đều khiến cho chư thiên đều chú ý huống chi phàm là người biết chuyện thì đều biết vị vương phi mà lần này chu nguyên sẽ cưới là ai cuộc hôn lễ này chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm vạn người chú ý. Quy khư thần điện, võ giao bước qua tầng tầng thang đá, cuối cùng bước tới một đài cao, nơi này là nơi cao nhất trong quy khư thần điện, nếu đứng ở đây có thể ngắm nhìn vô số vì sao trong hư không hỗn độn. Võ giao ngắm nhìn một hồi, sau đó lại nhìn về phía bệ đá, chỉ thấy ở nơi đó có một óng người xinh đẹp đang ngồi, nàng ngẩng đầu nhìn qua từng vầng sao trời bay qua hư không kia. Võ giao đi tới, ngồi bên cạnh bóng người xinh xắn, quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân ánh vào mi mắt ngay cả nữ tử kiêu ngạo như võ dao cũng không thể không thừa nhận đối mặt với dung nhan khí chất này dù là nàng cũng trăm lần nhìn cũng không chán chỉ muốn vẫn luôn nhìn mãi muốn uống chút gì không võ dao giơ tay để lộ ra hai vò rượu lắc lắc trước mặt tô ấu vi tô ấu vi nghiêng đầu nhìn nàng ánh mắt dừng lại trên vò rượu hàm răng cắn cắn môi đưa tay nhận lấy trực tiếp mở ra ngửa đầu rót vào miệng dòng rượu trắng thuần hương mà óng ánh lướt qua gương mặt nàng trượt xuống thấm ướt vạt áo làm cho quần áo trước ngực dán sát vào người để lộ ra đường cong kinh tâm động phách chỉ là lúc này đều là hai cô gái ngồi một mình cũng không còn ai có phúc được nhìn cảnh tượng từ rượu này bởi vì tên kia võ giao trực tiếp dùng một câu liền chỉ ra nguyên nhân làm cho tâm tình tô ấu vi trở nên xa sút như thế này dù sao trong mấy ngày nay khắp quy khư thần điện đều đang nói về chuyện này không có khả năng tô ấu vi không biết đâu cần đến mức này mặc dù tên kia rất ưu tú nhưng ta cảm thấy cô chẳng kém hắn là bao nếu hắn đã không lựa chọn cô vậy thì người thiệt phải là hắn mới đúng tô ấu vi ngẩng đầu ánh mắt phản chiếu từng vì sao nàng nói khẽ thật ra từ lúc mới đầu ta cũng đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này rồi dù sao người vẫn luôn ở bên cạnh điện hạ là yêu yêu tỷ hai người đã trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi như vậy ta làm sao có thể so sánh được võ gia thản nhiên nói nhưng năm xưa khi cô chọn rời đi tiến về hỗn nguyên thiên thì cũng không phải là vì muốn bản thân trở nên mạnh hơn sau đó có thể giúp hắn hay sao thật dễ để ở lại nhưng muốn rời đi thì phải cần dụng khí thật lớn đây mới là sự trả giá càng nặng tô ấu vi ta biết cô vẫn luôn cảm kích chu nguyên cứu được mình năm xưa cho cô cuộc sống mới thế nên từ đó cô gần như sống vì hắn thậm chí vì có thể giúp được cho hắn nhiều hơn cô lựa chọn đè xuống nỗi tưởng nhớ ngày đêm rời đi thương huyền thiên đi tới nơi hỗn nguyên thiên xa lạ ở trong hoàn cảnh xa lạ ấy cô từ bỏ hết thảy quá khứ chỉ cắm đầu vào tu luyện sinh hoạt tại một nơi hoàn toàn xa lạ cũng đâu dễ dàng đâu thiếu đong đong lận đần cô cũng vì hắn mà không quan tâm tới thiện ý của ta ngược lại trực tiếp trở thành người đối địch trong đại hội cử vực nếu không phải cô quyết tâm giúp hắn vậy chưa chắc hắn đã có thể giành được vị trí thứ nhất mà về sau cô cũng cam chịu đi theo phía sau lưng hắn trở thành hậu phương vững chắc thầm lặng che giấu chính mình khi hắn tỏa ra hào quang năm xưa trung nguyên cho cô cuộc sống mới nhưng cũng làm cho cô bị trói buộc trở thành cái bóng của hắn võ giao nhìn tô ấu vi nghiêm túc nói thế nên ta cảm thấy tô ấu vi cô không hề nợ hắn cô cũng nên nghiêm túc suy nghĩ sống vì chính mình tô ấu vi im lặng không nói lại nắm vỏ rượu uống một ngụm sau một lúc lâu mới nói, thế nhưng, ta thích trở thành cái bóng của chàng. Võ giao nhân lại mi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, dù sao không có nam nhân cũng không chết được. Tô ấu vi cười nhẹ, nhìn võ giao, nói, mấy thứ mà cô nói, ta đều hiểu chứ, nhưng một khi thật sự thích một người, thì đâu cần đi đong đếm từng thứ như vậy. Ta làm những việc này, cũng không phải là vì muốn trả nợ, chỉ đơn giản vì ta nguyện ý mà thôi. Nhưng có một câu mà cô nói đúng, đợi đến khi hôn lễ của điện hạ kết thúc, ta cũng nên suy nghĩ cho chính mình võ giao gật đầu nói phải thế mới đúng chứ trên thế giới này không thiếu nam nhân ưu tú không ai bằng điện hạ được tô ấu vi lắc đầu nói nghe vậy võ giao không phủ nhận được bây giờ không ai có thể dám nói trung nguyên không ưu tú dù là nàng cùng triệu mục thần trong nội tâm cũng phải công nhận điều này thế là nàng nghĩ nghĩ nói cũng không thiếu nữ nhân ưu tú tô ấu vi thôi thôi sống một mình cũng không chết được thời gian tới ta lại muốn xông lên quy khư sơn hư vọng có thể thành công tô ấu vi vươn vươn tay để lộ ra dáng người là đất chập trùng. Quy khư sơn chính là bí cảnh do các thánh giả quy khư thần điện cùng chế tạo ra, vốn là dùng làm nơi bế quan cho các thánh giả, có tác dụng rèn luyện thánh lực, mà bây giờ, nơi này cũng được dùng để tôi luyện cho các thiên kiều siêu cấp của chư thiên như võ giao, tô ấu vi, triệu mục thần. Một nơi mà ngay cả thánh lực cũng có thể rèn luyện, thì cũng đủ hiểu sẽ nguy hiểm thế nào cho những người mới chỉ là pháp vực đỉnh phong như mấy người tô ấu vi, nếu sơ sẩy một cái, bị trực tiếp tiêu diệt cũng là chuyện thường. Trước đây, mấy người tô ấu vi võ giao đã từng tiếp xúc nhưng còn chỉ mang tính chất tham dò chưa từng chân chính ở núi nhưng bây giờ tô ấu vi đã lại có quyết định võ giao nhìn chằm chằm tô ấu vi nói cô kiềm chế chút đừng nói là cô muốn tự tử đấy nếu thật không muốn từ bỏ vậy ta có thể cùng cô đi phá hôn lễ của tên kia tô ấu vi mỉm cười lắc đầu nói ta không yếu ớt đến mức đó kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người